Trường 3 3900, người chết, phục sinh, lăng hàn hét lớn, chiến lược càng ngày càng mạnh, sau mấy quyền đã mạnh mẽ nện gãy hai cái đùi của đầu nhìn nhện này. Cuối cùng con nhìn nhện kia không còn dám chiến, vội vàng tung bay mang theo sáu cái chơ còn lại chạy trôi chết. Sau khi bị lăng hàn đánh chúng ba quyền làm cái giá lớn, cuối cùng cũng đã thành công bỏ chạy. Lăng hàn cũng không có truy kích, nơi này quá mờ ảo, nếu hắn chạy loạn, rất có thể sẽ không tìm được đường trở về. Lăng Hàn tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn biết, ngoài nơi này ra bên trong có thể có động thiên khác hay không đi một lúc đột nhiên hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác tim đập nhanh xuất hiện đây là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho hắn cảm thấy nếu đi về phía trước sẽ có nguy hiểm rất lớn thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn hắn rất tin tưởng loại trực giác này không gì sánh được cho nên lập tức co cẳng chạy ngược về xoát một vệt sáng đánh tới vô cùng nhanh cũng may lang hàn đang biến hóa thân thể đạo ánh sáng này cũng không có đánh trúng hắn mà là cơ hồ xẹt qua sát thân thể của hắn. Dù là như thế thì Lăng Hàn vẫn cảm giác được có một cỗ cảm giác khí tức đánh tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống đất. Đạo bạch quang này chính là một cái tơ nhện thô to. Dựa vào, sao lại lớn như vậy chứ? Lúc trước hình thể của con nhện nhện kia đã đủ kinh người, thế nhưng tơ nhện phun ra cũng chỉ là một ngón tay mà thôi, mà cái này thì sao chứ? Không sai biệt lắm có thể so sánh với bắp chân a. Trời ạ, à, chẳng lẽ đầu nhện nhện vừa rồi chỉ là nhện con? hiện tại mới là đầu lớn tới lang hàn không do dự nữa vội vàng chạy đi nhện con không yếu hơn bao nhiêu so với hắn lúc này lại có một đầu đại sắp đến nên giải quyết như thế nào đây lang hàn chạy nhanh đi nhưng không lâu sau khi hắn nhìn lại ở trong bóng tối vô tận có một đầu quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ đang nhanh chóng truy đuổi tới gần tám cái chân tung bay giống như đang cưỡi gió mà đi vậy đây là một con nhện cực lớn chỉ là hai mắt đã lớn hơn so với đèn lồng hiện tại đang theo dõi Lăng Hàn, tản ra hàn mang, khiến cho ngay cả làn da của Lăng Hàn cũng muốn dạn nứt. Cường giả tiên đồ, Lăng Hàn thầm kêu lên ở trong lòng, đây tuyệt đối không phải đơn giản như tầm bí cảnh vậy. Chỉ một chút khí tức đã có thể khiến cho hắn thiếu chút ngất đi, chỉ có thể là cường giả tiên đồ mà thôi. Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Vốn cho rằng đánh một đầu nhìn nhện chạy đi, không nghĩ tới lại chỉ là tiểu bối của một đầu nhìn nhện cấp bậc tiên đồ. Hắn cắn răng, đã nắm thiên văn ngọc ở trong tay hắn đã nhìn thấy nó, vậy đã nói rõ đầu nhìn nhện đã đuổi đến gần trong phạm vi 10 trượng, đối với cường giả tiên đồ mà nói, một chút khoảng cách này thì tính là cái gì cơ chứ? 1, 2, 3, 4, 5, siêu, lang hàn ném thiên văn ngọc ra ngoài. Hắn biết rõ thứ này không có khả năng giết chết, thậm chí là làm bị thương một đầu yêu thú cường giả tiên đồ, nhưng bây giờ màng cũng sắp không có, hắn đâu còn quản được những thứ này cơ chứ? Chiêu gì cũng phải xuất ra, siêu, thiên văn ngọc được ném ra, trong nháy mắt đã khôi phục trọng lượng vạn cân, đập tới đầu nhìn nhện cực lớn kia. Đối mặt với một kích này, ngay cả đầu nhìn nhện kia cũng không thể không đánh ra một cái chân. Không có cách nào khác, đây chính là vật liệu cấp bậc nhị tinh A, đối với cường giả tiên đồ cũng có thể tạo thành uy hiếp, dù đây chỉ là thứ do một tên nho nhỏ võ giả cực cốt cảnh đánh ra cũng vậy. Nhưng mà, thứ này cũng chỉ vẻn vẹn chỉ tranh thủ thời gian một giây đồng hồ cho Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn cắn răng, lại lấy chùy ra ngoài, phanh, hắn đánh ra lôi quang, nếu như hắn là cường giả cấp bậc tiên đồ, như vậy dẫn động pháp khí nhất tinh đánh ra công kích, cho dù đầu nhìn nhện này cũng sẽ không đề phòng được. Thế nhưng bây giờ, đầu nhìn nhện kia chỉ phun ra một tia tơ nhện đã siêu thể tùy tiện hóa giải được công kích. Trên đầu lăng hàn đầy mồ hôi lạnh, cảnh giới thực tế chênh lệch quá lớn, bất kể hắn vận dụng thủ đoạn gì, ở trước mặt tuyệt đối lực lượng đều là tốn công vô ích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng lúc này, phía trước đột nhiên có hai đạo lục hỏa xông ra. Lăng Hàn nheo mắt nhìn, đó chính là một bộ tử thi, chính là người khỉ mà trước đó hắn đã nhìn thấy. Dựa vào, sắp chết vùng dậy sao? Hắn không khỏi than ôi, tình huống này là như thế nào chứ? Đằng sau có một đầu đại chi chu cấp bậc tiên đồ đang đuổi giết, phía trước lại xuất hiện thi thể của một người khỉ, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, thế mà còn có thể đứng dậy đón đầu hắn. Cái quỷ gì a à? người khỉ này không biết đã chết bao nhiêu năm, thế nhưng máu tươi vẫn từ trong xương cốt tuôn ra, chỉ bằng vào phần quỷ dị này đã nói lên khi hắn còn sống tất nhiên vô cùng cường đại. Dù là hiện tại đã mất mạng, có lẽ cũng là một bộ cương thi vô cùng lợi hại. Thật sự là cương thi sao? Ngay khi Lăng Hàn đang suy nghĩ lung tung thì Siêu, người khỉ tung người một cái, đã lướt qua đỉnh đầu Lăng Hàn, đáp xuống vị trí giữa hắn và Siêu cấp đại chi chu kia. Sau đó lại đánh ra một quyền về phía đại chi chu. A, à, Lăng Hàn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì quyền pháp này của người khỉ hắn hết sức quen thuộc. Yêu hầu quyền Phanh người khỉ và đại chi chu giao đấu thân thể đều chấn động ngã về phía sau thực lực tương đương lăng hàn hoàn toàn yên tâm có lẽ người khỉ này đến giúp hắn hơn nữa cũng đã ngăn cản được đại chi chu chỉ là vì sao người khỉ này muốn giúp hắn a à? không phải hắn ta đã chết rồi sao trong đầu lăng hàn tràn ngập mâu thuẫn hắn cảm giác như đang mơ người khỉ kịch chia cùng đại chi chu hắn vận chuyển yêu hầu quyền nhưng lăng hàn nhìn rất cẩn thận đối phương tới tới lui lui cũng chỉ có ba thức ở giữa thì được hắn bỏ thêm vào rất nhiều quyền pháp chỉ tốt ở bề ngoài. Thế nhưng người khỉ chính là cấp bậc tiên đồ, ở dưới trạng thái hiện tại này vẫn đánh ra từng quyền bá đạo, bên trong một quyền đấm ra, mặc dù không có xuất hiện yêu hầu viễn cổ, thế nhưng lại tự có một cỗ lực lượng bàng bạc chấn động, như là khai thiên tích địa. Hóa ra, yêu hầu quyền lại có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Lăng hàn chấn kinh, hơn nữa, hiển nhiên người khỉ này không có đạt được chân lý của yêu hầu quyền, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực như thế, vậy yêu hầu quyền chân chính sẽ đáng sợ đến bực nào cơ chứ? chương 3901, tượng đá chân áp 1. Dưới sự cường công của người khỉ, cuối cùng đại chi chu cũng rút lui. Có lẽ nó biết rõ, không có gì phải đánh với một người chết, cho dù liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương thì như thế nào chứ? Người ta đã sớm chết, không đau không ngứa a à. Địch nhân vừa đi, người khỉ lập tức trở nên mờ mịt, xoay một vòng tại chỗ. Lăng Hàn muốn rời đi, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến còn có thiên văn ngọc rơi ở phía trước, Nghĩ nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định đi thu hồi lại thiên văn ngọc. Hẳn đại chi chu đã chạy đi xa, khả năng giết trở lại rất thấp A. À. Quan trọng nhất là, thiên văn ngọc quá quan trọng, hắn nhất định phải cầm về. Hắn đi về phía trước, cũng không có đi được mấy bước thì phía sau lưng hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Sau lưng hắn, người khỉ vốn còn mờ mịt bồi hồi lại không phát một chút âm thanh nào, cùng đi tới. Đây chính là một cỗ thi thể A, à, lảo đảo đi theo sau lưng, chuyện này không dọa người sao chứ nếu không phải vừa rồi người khỉ đã xuất thủ công kích đại chi chu cho hắn như vậy nhất định hiện tại lang hàn đã co cẳng chạy trốn từ lâu rồi hắn dừng bước lại người khỉ kia cũng ngừng lại lang hàn nhìn thật cẩn thận nhục thân của người khỉ không hủ hóa thế nhưng ngực đột nhiên có một cái động lớn hiển nhiên đã bị đánh nổ trái tim mà chết hiện tại trong hai mắt của người khỉ có ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên vô cùng quỷ dị ách một người chết bò dậy lảo đảo đi theo sau lưng đây đã là một chuyện vô cùng quỷ dị a à. Lăng Hàn xoay người tiếp tục đi, người khỉ cũng loạn trà loạn trọng đi theo hắn, dường như ỉ lại hắn vậy. Mình rốt cuộc là thể chất gì a? À? Gây phiền toái, kéo cừu hận, hiện tại còn dẫn theo quỷ. Chỉ là như vậy hắn cũng có thể bình tĩnh đi tìm Thiên Văn Ngọc, không cần lo lắng việc Đại Chi Chu lại đột nhiên giết tới. Hắn cẩn thận tìm kiếm, mặc dù nơi này rất là đen tối, thế nhưng dù sao hắn cũng có thể nhìn thấy đồ vật trong phạm vi mười trượng. Lại thêm thời gian không gấp, muốn tìm về Thiên Văn Ngọc cũng không khó sau mười mấy phút hắn đã hoàn thành nhiệm vụ còn nên đi lên phía chưa say không lăng hàn có chút lo lắng có một đầu người khỉ đi theo mặc dù đã chết rất nhiều năm thế nhưng thực lực vẫn còn trên tiên đồ có thể nói là một tên hộ vệ cường đại a lăng hàn suy nghĩ một chút vẫn quyết định tiếp tục đi tới trước hắn đi ở phía trước mà người khỉ thì đi theo phía sau bóng tối vô biên dường như không có tận cùng đi được một đoạn thời gian rất dài lăng hàn chỉ cảm thấy hoa mắt phía trước đã có một người ngăn cản hắn. Nói một cách chân thật, đây là một cỗ thi thể. Người khỉ, a à, người không phải hốt hoảng, chỉ biết đi theo phía sau ta, sao lại đột nhiên ngăn phía trước ta vậy chứ? Lăng Hàn muốn đi vòng qua, thế nhưng người khỉ lại không ngừng di chuyển, luôn luôn ngăn ở trước mặt của hắn. Người có ý gì chứ? Hiển nhiên, một tên tiên cấp cường giả, dù là đã chết, thế nhưng cũng không phải là tồn tại mà Lăng Hàn có thể địch nổi. Đối phương chặn đường, Lăng Hàn không qua được. Chẳng lẽ, Phía trước rất là nguy hiểm sao? Người khỉ này không có địch ý đối với mình, hiện tại lại đột nhiên ngăn cản chính mình, có lẽ phía trước sẽ có nguy hiểm lớn, cho nên hắn ta mới có thể ngăn cản ở trước mặt mình. Tốt a, à, Lăng Hàn gật gật đầu, đi trở về, quả nhiên, người khỉ cũng không tiếp tục ngăn cản hắn, mà là giống như trước đó vậy, lảo đảo đi ở phía sau hắn, giống như một cái xác không hồn. Ách, đây vốn chính là một cái xác không hồn a. À. Lăng Hàn cảm thấy mình trái tim rất lớn bị một người khỉ đã chết đi theo, thế mà hắn vẫn còn có tâm tình đi để ý tới loại chuyện này. bước đi rất nhanh bọn há đã về tới khu vừa quảng trường. cha, bảy đứa trẻ chỉ tay về phía hắn. ta biết, ta đã biết. lăng hàn gật đầu, sau lưng có một người trên ngực có một lỗ thủng lớn đi theo, dù là ai thấy được thì trong lòng cũng sẽ run rẩy. không cần khẩn trương, vị lão huynh này còn cứu ta a. À. hắn giải thích, bảy anh em hồ lô đều a à một cái, lập tức lau mắt mà nhìn đối với người khỉ đã chết rồi này. Nhị oa nhìn chằm chằm vào người khỉ một hồi rồi nói. Gia hỏa này đã từng đứng trên bậc thang thứ ba ở tiên đồ, chật chật chật, còn tu ra ngân đan, đáng tiếc đã vỡ nát. Thật cổ quái, đã chết đi nhiều năm như vậy, vì sao còn có thể sống như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ, oan hồn của hắn không tiêu tan, vẫn còn mãnh liệt như vậy? Bậc thang thứ ba trên tiên đồ, khó trách sau khi chết vẫn có chiến lược cấp bậc tiên đồ. Lang Hàn sờ đầu, chẳng lẽ hắn phải dẫn theo người khỉ bộ vị trái tim bị đánh thủng này ra ngoài hay sao? Thế nhưng thi thể một tên cường giả cấp bậc tiên đồ đi theo, Lăng Hàn lại không thể đuổi nó đi được a. À? Ai, người muốn đi theo thì cứ đi theo đi, ai bảo ngươi nhiêu bức a? À? Lăng Hàn và bảy anh em hồ lô đi ở phía trước, mà người khỉ thì loạn trà loạn trọng đi theo sau. Khi bọn hắn đi vào khu vực tượng đá trong sân rộng, chỉ thấy phía trước đột nhiên sáng lên, tượng đá to lớn kia giống như sống lại, tản ra quang huy màu vàng. Quang huy này xua tán đi bóng tối, cũng làm cho tượng đá to lớn kia hoàn toàn hiện ra. Ước chừng cao 150 trượng, đây là hình tượng của một người nam tử trung niên, thần uy lẫm liệt, nhất là hai mắt, mặc dù là được khắc ra từ đá. Thế nhưng lại sáng ngời có thần, có một loại thần uy không có cách nào nói ra thành lời. Sinh tử có giới, không được vượt qua, một đạo thanh âm vang dội vang lên, ầm ầm vang vọng, chấn động đến mức khiến cho tai lăng hàn sắp nổ tung. Kim quang trên tượng đá đại thịnh, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Người khỉ lập tức có vẻ e ngại, không ngừng lui lại, mãi đến khi thối lui ra khỏi quảng trường, tiến vào bên trong mảnh khu vực bóng tối kia. Lúc người khỉ hoàn toàn rời khỏi quảng trường thì quang huy mà tượng đá phát ra cũng lập tức ảm đạm, khôi phục bộ dáng như trước. A, à, chẳng lẽ tượng đá này chuyên môn chấn tà sao? Nơi này rất quỷ dị, thây nằm ngàn dặm, người chết lại có thể đứng lên, nhưng có một tòa tượng đá chân áp, làm cho người chết không thể tiến vào khu vực của người sống. Lăng Hàn không khỏi tràn ngập tò mò, con người sau khi chết đi thật sự có một loại địa phương như là âm phủ hay sao? Nếu không, đây là nơi nào, tượng đá này ở đây có ý nghĩa gì chứ? chương 3902, tượng đá chân áp 2. Thầm nghĩ, Lăng Hàn quay người rời đi, nếu có cơ hội, hắn muốn quay về Hải Bình Sơn một lần, đi tìm Hầu Ca hỏi thăm một chút. Cũng đã lâu không có gặp mặt, không biết Hầu Ca đã thoát khốn hay chưa? Lăng Hàn trở lại cuối lối đi bí ẩn này, đi ra ngoài. Sau khi che giấu vết tích, hắn tiếp tục dọc theo đường hầm ở đáy hồ rời đi, cẩn thận từng ly từng tí một. Lại đi rất lâu, rốt cuộc đường hầm này đã chấm dứt. Tám người đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước xuất hiện một khối vách đa tô lớn, phía trên có khắc một bức họa rất lớn. Chỉ là, dưới thạch bích lại có chỉ ít trăm bộ thi thể nằm đó, có thi thể bị chém rụng đầu, có thi thể thì bị chém thành hai nửa, có thể thấy được người ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ánh mắt lang hàn đảo qua, nơi này còn có ba người sống sờ sờ, phân biệt là hai nam một nữ, bọn hắn đều đưa lưng về phía hắn, ngửa đầu nhìn khối vách đá kia, giống như đang lĩnh một tuyệt thế võ học gì đó. Nghe thấy động tính của đoàn người lăng hàn, nam tử mặc áo trắng trong ba người đứng dậy, cũng xoay người qua nhìn. a à, nhìn rất quen mắt, đầu tiên lăng hàn sững sờ, sau đó đã lập tức nghĩ ra, đây chính là người mà lúc hắn nhảy vào trong động giữa hồ băng đã nhìn thấy. Bởi vì đối phương vừa mới đi ra khỏi hốc cây, cho nên hắn cũng chỉ nhìn thấy một chút mà thôi lại có người đến chịu chết ga đồng miêu nở nụ cười thị sát nhanh chân đi về phía lăng hàn lăng hàn nhướng mày nói người nơi này đều là do ngươi giết không sai mà ngươi cũng sắp làm bạn cùng bọn hắn rồi đồng miêu nói xong một khi hắn gặp máu sát ý kia sẽ sôi trào không có tận cùng nếu không phải thực lực của đồng tề và tân như nguyệt cũng không ở dưới hắn thì hai người này cũng không có khả năng yên ổn ngồi ở chỗ này mà đã là thi thể nằm ở dưới đá trồi lăng hàn nheo mắt vừa nhìn trong cơ thể Đồng Miêu có 6 đạo minh văn, mà quanh thân còn có hơn 10 điểm sáng, hiển nhiên người này là một tên khai khiếu cảnh mà lại đột phá lục cốt. Khi còn là cực cốt cảnh đã có thể đạt tới lục cốt, như vậy khi còn là hoán huyết cảnh nhất định cũng đã đạt tới lục biến, bởi vì cảnh giới càng cao, càng khó mà đánh vỡ cực hạn được. Chỉ là, Lăng Hàn không sợ, cho dù nơi thí luyện không còn áp chế tu vi của Đồng Miêu, như vậy hắn còn có tuyệt đối công bằng a. Lăng Hàn mỉm cười, ta không tin, ngươi tin hay không thì như thế nào chứ? ta căn bản không quan tâm. Đồng Miêu giết tới, một kiếm chém ra, một nháy mắt, thời gian giống như dừng lại, Lăng Hàn lần nữa thấy được màn sáng ở bên trong thức hải, hỏi hắn có muốn kéo thấp tu vi của đối phương hay không. Xuống đến lục cốt, Lăng Hàn dùng thần thức nói, lập tức, Đồng Miêu tu vi hạ thấp, ừm, Đồng Miêu kinh ngạc, hắn dừng bước, nói, hóa ra người chỉ có cực cốt cảnh, ha ha, chỉ là cực cốt cảnh mà cũng dám hy vọng xa vời trở thành nhân tuyển sổ long hay sao? để ta dùng một kiếm chém ngươi thành hai khúc kết thúc mơ tưởng của ngươi a hắn lần nữa giết ra cho dù tu vi bị áp chế đến lục cốt thế nhưng hắn cũng cho rằng mình có thể tùy tiện xử lý lăng hàn lăng hàn ngưng quyền bên trên có năng lượng tầng thứ cao bao vây lại đánh ra một quyền phanh nắm đấm nện lên trên thân kiếm lập tức có quang hoa kịch liệt chấp động nhưng kiếm và nắm đấm ai cũng không có ngăn chặn được ai cứ như vậy cầm chân nhau lại lăng hàn âm thầm gật đầu đồng miêu này không sai biệt lắm với hồng thiên bộ đều tu mỗi cảnh giới đến cực hạt, mà lúc hắn giao đấu với Hồng Thiên Bộ dưới trạng thái nhất văn, thủ đoạn được xuất ra hết thì cũng chỉ liều mạng lưỡng bại câu thương được mà thôi. Cho nên, hắn mới quyết định ép tu vi của Đồng Miêu đến lục cốt, bảo thủ một chút, quả nhiên là lựa chọn chính xác. 08, đúng là có chút thực lực, Đồng Miêu kinh ngạc, hắn tin tưởng tu vi lăng hàn là lục cốt thì mới có thể kéo tu vi hắn đến lục cốt, có một trận chiến công bằng Hắn tự tin vô địch cùng giai, hiện tại một kích lại không thể chiếm thượng phong cho nên làm cho hắn có chút giật mình. Ngoại trừ Đồng Tề và Tân Như Nguyệt ra, lại còn có một thiên tài không kém gì chính mình sao? "Ngươi đến từ đâu?" hắn hỏi. "Huyền Bắc quốc Lăng Hàn." Lăng Hàn từ tốn nói. "Ừm, um, Đồng Miêu càng thêm giật mình, ở bên trong thế giới Minh Mông võ đạo chỉ có thể nói là nguyên thủy này lại có thể toát ra một thiên tài như vậy hay sao?" "Đế Đô Song Kiêu, Hồng Thiên Bộ, Lăng Hàn, hóa ra ngươi chính là Lăng Hàn." Tân Như Nguyệt đã sớm đứng lên xem chiến, nghe thấy hắn nói như vậy không khỏi a một thoáng, có vẻ giật mình. Đồng Miêu lại mờ mịt, cái gì mà Hồng Thiên Bộ, Lăng Hàn, đều là thứ quỷ gì vậy? Được rồi, không cần phải để ý đến a, dù sao đối phương cũng trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn mà thôi. Chết, hắn vung kiếm chém tới, lực lượng cũng chỉ là tương đương mà thôi, cũng không đại biểu cho việc chiến lực của hai người cũng tương đương, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Võ kỹ, kinh nghiệm ứng biến khi chiến đấu sẽ quyết định thắng bại giữa hai người một kiếm chém tới siêu một thoáng trên thân kiếm có hỏa diễm hừng ngực thiêu đốt chém xuống chỗ lăng hàn kiếm chưa đến nhưng hơi nói cực nóng không gì sánh được đã đánh tới khiến cho lăng hàn cảm giác ra lông tóc đã cháy rụi mà bên trên góc áo thì lại xuất hiện vết cháy có khói nhẹ toát ra đối phương muốn làm cho mình trần chuồng sao lăng hàn giận dữ phanh hắn kích phát ra năng lượng thạch tạo thành một đạo phòng hộ trước người sau đó miệng kêu một tiếng giết tới chỗ đồng miêu. Phanh, 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 thiết quyền không ngừng đánh về phía trường kiếm, chỉ thấy lửa bắn tung tóe, năng lượng tầng thứ cao va chạm, tạo thành tia lửa chói mắt. Tân Như Nguyệt và Đồng Tề cũng đang nhìn trận chiến, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Dân vùng hẻo lánh này thực sự rất mạnh a. À. Ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn có tu vi tuyệt cao, có thể tùy tiện xử lý lăng hàn. Thế nhưng ở trong nơi thí luyện này, chiến đấu sẽ trở nên công bằng, cảnh giới cao đến mấy cũng không có bao nhiêu ưu thế. Mà một ngọn núi chỉ có thể có một người đi ra, nói cách khác, giữa bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hơn nữa không có một chút nào có thể thỏa hiệp, nếu có cũng chỉ có một người có thể trổ hết tài năng mà thôi. chương 3903, kịch chiến đồng miêu. Cho nên, Lăng Hàn cường đại như vậy cũng gõ một hồi chuông cảnh báo cho bọn hắn, hóa ra còn có đối thủ cạnh tranh cường đại thứ ba ở đây. Bọn hắn nghiêm túc xem trận chiến, nắm bắt sơ hở của Lăng Hàn và đồng miêu. Bất luận kẻ nào cũng có sơ hở, có một chút người là kỹ pháp của bản thân đã ớt không hoàn mỹ, có người lúc tu luyện gây ra rủi ro. Lăng Hàn và đồng miêu cũng như thế, bọn hắn cũng đang tìm lỗ hổng của đối phương, từ đó đánh ra một kích chí mạng. Chỉ là, thực lực của bọn hắn tuyệt cường, sơ hở ít đến mức thương cảm, cho dù có lộ ra cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, muốn nắm bắt được ở trong tiết tấu chiến đấu nhanh như vậy, đồng thời còn đưa ra phản ứng, chuyện này khó không gì sánh được. Chỉ khi nào bọn hắn chiến đến lâu, song phương quen thuộc con đường của đối phương thì mới có thể chân chính lợi dụng sơ hở của đối phương, trong nháy mắt phân ra thắng bại. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái, đồng miêu cười to, nói, mặc dù cảnh giới của ngươi không cao, nhưng chiến lược thực sự không yếu, có tư cách trở thành người bị Tây giết chết, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Đây coi như là vinh quang sao, lang hàn cười ha ha, ra châu thổi xé trời, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ biết rõ, có phải ta đang khoác lác hay không? Đồng Miêu lại cũng không có giận dữ, chỉ nở một nụ cười lạnh, tay trái ngả vào bên tay phải, cũng không biết hắn làm như thế nào mà bỗng nhiên nhúc nhích, không ngờ bên trong tay trái tay phải đều nắm một thanh lợi kiếm. A, à, còn có thể làm như vậy sao? Song kiếm mới có thể phát huy ra sức chiến đấu của ta. Đồng Miêu lè lưỡi liếm một cái trên thân kiếm, trên mặt hiện lên vẻ khát máu điên cuồng. Biến thái, tên điên, quá xấu, mấy đứa trẻ, thế nhưng ánh mắt lại rất sáng. Lăng Hàn lắc đầu, xem ra nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận, nếu không để ngươi dạy hư trẻ nhỏ thì phải làm sao bây giờ. Ba hoa, đồng miêu giết tới, song kiếm đồng thời múa, một màn quỷ dị xuất hiện, trên thân kiếm tay phải hắn vẫn quấn quanh hỏa diễm, thế nhưng trên thân kiếm tay trái lại ngưng kết ra băng, rõ ràng là hai loại năng lượng hoàn toàn đối lập, thế nhưng lại bị hắn dung hợp hoàn mỹ lại một chỗ, cũng không có xung đột với nhau. Bên nóng bên lạnh, uy lực hết sức kinh người, Lăng Hàn chỉ cảm thấy nửa người nóng bỏng nửa thân thế khác lạnh lẽo chuyện này đã làm ảnh hưởng cực lớn tới máu tươi của hắn lưu chuyển dẫn đến bí lực vận chuyển cũng có chút vướng víu đã xuất chiêu thức mạnh mẽ a lăng hàn hừ lạnh một tiếng vận chuyển yêu hầu quyền lập tức một cỗ khí tức ngang ngược lưu chuyển trên cơ thể của lăng hàn khiến cho hắn giống như đã hóa thân thành một đầu yêu hầu viễn cổ coi trời bằng vung có thể đánh nát trời có thể chém nát đất lập tức ảnh hưởng của công kích nóng lạnh đối với hắn giảm một mảng lớn Lăng Hàn bắn ra, triển khai phản kích đồng miêu. A, à, Đồng Miêu không khỏi giật mình, hắn xuất ra song kiếm, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, dù là trước đó chiến với Đồng Tề, Tân Như Nguyệt thì hai người cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là bọn hắn cũng có tuyệt chiêu cường đại, khiến cho hắn phải chịu ảnh hưởng, bằng không hắn đã sớm chém bay đầu của hai người kia rồi. Nhưng giật mình thì giật mình, đương nhiên hắn sẽ không loạn, song kiếm vung vẩy, chém về phía Lăng Hàn. Lần này lăng hàn cũng không có đánh ra hư ảnh yêu hầu viễn cổ mà là dung hợp cùng bản thân đưa đến tác dụng chống cự lạnh nóng đây cũng là thứ mà sau khi nhìn người khỉ chiến đấu cùng đại chi chu thì hắn mới lĩnh ngộ ra được uy năng của môn quyền pháp này có lẽ hắn mới đào bới ra được một phần trăm mà thôi đồng tề và tân như nguyệt đều kinh ngạc lúc trước mặc dù bọn hắn đã hóa giải song kiếm của đồng miêu thế nhưng bản thân vẫn phải chịu ảnh hưởng không giống như lăng hàn dường như chuyện gì cũng không có sao dân vùng hẻo lánh này lại yêu nghiệt như thế chứ, so sánh với hắn ta, giống như hắn mới là kẻ kế thừa chân lý võ đạo, bọn hắn lại là dã nhân. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, đồng miêu càng thêm điên cuồng, đột nhiên nhuyết khí chùa hắn sôi trào, chiến lực lập tức tăng vụt, bên trong mấy kiếm chém ra, lăng hàn không có cách nào địch nổi, chúng liền mấy kiếm, có máu tươi tuôn ra. Lăng hàn thét dài một tiếng, huyết khí cũng sôi trào, hắn cũng không tin không địch nổi người này. Hai người kịch chiến, Lúc này lại là Lăng Hàn hơi chiếm thượng phong. Chuyện này khiến cho Đồng Miêu, Đồng Tề, Tân Như Nguyệt không có cách nào không rung động. Sao bọn hắn lại không biết ý vị chuyện này cơ chứ? Sau khi huyết khí của Lăng Hàn sôi trào, chiến lực tăng lên còn cao hơn bọn họ. Kỳ thật, tăng phúc như vậy chính là một tiêu chuẩn để cân nhắc tiềm lực của võ giả, chủ yếu là trình độ tu luyện hoàn mỹ ở thông mạch cảnh. Lăng Hàn chiếm ưu thế, điều này đã nói rõ hắn tu luyện thông mạch cảnh càng thêm hoàn mỹ so với bọn họ. Hít tên quái vật này. Đồng miêu im lặng, hắn là tồn tại trong lao tù, mặc dù chỗ đó là một lồng giam, thế nhưng bên trong có vô số cao thủ, tông chủ hoành thiên tông càng là cường giả đứng ở trên bậc thang thứ hai CCT Yên Đồ. Dưới sự dạy dỗ của đối phương, cơ sở của mình đã được đánh kiên cố. Chỉ là còn không hoàn mỹ bằng dân ở vùng hẻo lánh như tiểu tử này sao? Hắn cắn răng, giao kiếm ở tay trái với tay phải, một lần nữa kiếm kết hợp lại với nhau, tay trái hắn thì lấy ra một khối đá nhỏ. Ba, hắn dùng sức bóp, tảng đá lập tức bị bóp nát, hơn nữa nát vô cùng triệt để, toàn bộ đều hóa thành bụi. Đồng miêu hít một hơi thật sâu, toàn bộ những hạt bụi này đều tiến vào trong miệng của hắn, lập tức, cặp mắt của hắn trở nên hoàn toàn đỏ thấm, khí thế cũng tăng vọt, vượt xa khỏi tăng phúc vốn có của huyết khí sôi trào. Dựa vào, đánh không lại thì lại dùng cấm dược, quá vô sỉ, đồng miêu này thật đúng là liều mạng, ngay cả bụi xương cũng đã dùng tới. Tân như Nguyệt Cao mày nói, hắc hắc, đổi lại là tân tiên tử, cũng không muốn thua ở dưới tay một tên thổ dân A. À. Đồng tề cười cười, tân như Nguyệt không nói gì, một lát sau, nàng chậm rãi gật đầu. Mặc dù bọn hắn là dơ lao ngục, nhưng cấp độ võ đạo lại áp đảo trên thế giới này rất xa, mà những thiên kiêu như bọn hắn lại không bằng một tên thổ dân. Nếu như chuyện này truyền đi quả thực sẽ bị người ta cười chết. Cho nên, bọn hắn có thể thua bởi thiên tài từ trong lao tù đi ra, thế nhưng tuyệt nhiên không thể thua thổ dân nhỏ yếu ở phía ngoài sau khi đồng miêu hút bụi bẩm cổ quái kia, giống như đã trở nên điên cuồng, thực lực xuất hiện tăng phúc gấp bội. chương 3904, bụi xương, oanh, hắn đánh ra một quyền, vô cùng nhanh, lang hàn phát động tần suất công kích, cứng rắn đối đầu với đối phương một lần. Chỉ là ngay lập tức lùi về phía sau, chỉ cảm thấy xương cốt sắp gãy. Hắn không kịp kinh hãi, vội vàng trốn vào bên trong, bởi vì đồng miêu đã chém tới một kiếm. Cha, đó là trô cốt sau khi cường giả chết để lại, sau khi hấp thu vào cơ thể có thể tăng lên chiến lược trong thời gian ngắn ngủi. Nhị Hoa nói, không biết xấu hổ, có dám công bằng đánh một trận nhai không? Đại Hoa khinh thường nói một câu, đồng miêu lại làm như không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chém chết lăng hàn này. Hút cho cốt của cường giả, lăng hàn dùng mình một cái, con mẹ nó cũng quá buồn nôn a. À. Lăn, tên biến thái đáng chết nhà ngươi, hắn hét lớn một tiếng, sát khí xung kích ra. Động tác của Đồng Miêu không khỏi cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt mà hắn đã khôi phục lại như bình thường, lại giết tới chỗ của Lăng Hàn. Giống như ở dưới cho cốt tăng phúc, bí lực, tinh thần, cường độ thân thể của hắn đều được tăng lên. Đây là lần đầu tiên sát khí của Lăng Hàn xung kích lại có hiệu quả thấp như vậy, chỉ là dù có yếu ớt thì cũng có hiệu quả, động tác của Đồng Miêu cứng đờ, tự nhiên công kích sẽ xuất hiện vướng víu, đây cũng có thể nói là sơ hở. Thân thể Lăng Hàn rất linh động, từ bên trong sơ hở của đối phương xuyên ra ngoài, sau đó khởi xướng phản kích đồng miêu như điên cuồng lần nữa hai tay phơi kiếm ra liên tục điên cuồng chém toàn thân có khí thức màu đỏ lưu chuyển thậm chí mái tóc đen của hắn cũng bị nhuộm thành màu hồng dạ ma thập bát chảm hắn gầm nhẹ một tiếng xong kiếm chém ra đánh ra hai đạo kiếm khí to dài không gì sánh được sau đó hóa thành hai tên người rơi to lớn bay nhào về phía lăng hàn lăng hàn hừ một tiếng đánh ra yêu hầu quyền một đầu yêu hầu cũng trồi lên tràn ngập khí tức ngang ngược vung quyền đánh về phía hai con rơi lớn. Yêu hầu phát huy, mạnh mẽ xé rách hai con rơi lớn, nhưng lực lượng bản thân cũng đã hao hết, hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Cảnh này khiến cho Tân Như Nguyệt và Đồng Tề thấy hoa mắt. Làm sao có thể, một thổ dân lại nắm giữa tuyệt học đáng sợ như vậy a? À? Đầu yêu hầu kia khiến cho ta có cảm giác, có vẻ giống như một vị thánh nhân, khiến cho ta run rẩy, ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Chẳng lẽ, đây là tuyệt thế thần công mày yêu thánh lưu truyền xuống hay sao? Sau khi hai người chấn kinh, ai cũng có vẻ ngấp nghé. Thánh nhân, cao cao tại thượng, quan sát thế gian, dù chỉ là tiện tay chỉ điểm một chút cũng có thể khiến cho chiến lực của người ta thoát thai hoán cốt. Mà nếu như thứ này là thánh nhân Pháp, dù là truyền lại từ yêu thánh thì đó cũng là chân bảo không có cách nào hình dung được, có thể khiến cho đại năng trong lao tù cũng vì nó mà điên cuồng. Quan trọng hơn chính là, Lăng Hàn chỉ là thổ dơ một giới, lại không có bối cảnh cường đại ghi cả. Cho dù có giết hắn, chiếm công pháp của hắn thì như thế nào chứ, cần phải kiêng kỵ ai sẽ đi ra tìm bọn hắn để gây chuyện hay sao. Đồng Miêu cũng bị yêu hầu làm cho ảnh hưởng, nhưng dù sao cảnh giới của Lăng Hàn vẫn quá thấp, loại ảnh hưởng này cũng giống như sát khí xung kích vậy, chỉ là kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Bởi vậy, công kích của Đồng Miêu trở nên trì trệ, lại âm ầm đánh đến, chỉ là uy lực đã bị suy yếu đi một chút. Lăng Hàn vung quyền nghênh đón, một bên thì phản kích, Thiên Văn Ngọc đã được hắn nắm trong tay. Một, hai, ba, 4, 5, siêu, hắn ném bảo khí ở trong tay ra, lại dùng niệm lực thôi động, trong nháy mắt đã đạt đến tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh, khôi phục lại trọng lượng đáng sợ nặng tới vạn cân. Một kích này, cho dù là khai khiếu cảnh chính diện ngạnh kháng cũng có thể bị đánh cho xương vỡ thân gãy. Phản ứng của đồng miêu cực nhanh, lập tức dùng song kiếm ngăn ở trước người, cực kỳ nguy cấp. Phanh, thiên văn ngọc đã đập vào trên thân kiếm, hai thanh kiếm này không biết dùng vật liệu gì mà tạo thành, thế nhưng tuyệt đối là bảo kiếm bất phàm. Chỉ là lúc này cả hai lập tức vỡ vụn, tay của đồng miêu càng nứt ra. Thế đi của thiên văn ngọc không giảm, lại đánh tới trên thân đồng miêu, đánh cho thân thể đối phương chấn động, bắn ra ngoài. Chỉ là, sau khi bị kiếm ngăn cản một chút, uy lực của thiên văn ngọc cũng đã nhỏ đi rất nhiều, một kích này cũng không thể diệt sát được đồng miêu, mà chỉ tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Thân thể lang hàn nhảy ra, lấy tay bắt thiên văn ngọc về, cái đồ chơi này nặng hơn vạn cân, niệm lực không có cách nào tóm trở về được. Xoát, đồng miêu lập tức đánh tới một quyền hắn chỉ bị thương nhẹ cũng không có mất đi chiến lược tái chiến thân thể lang hàn tung lên rồi lui về sau tránh một quyền này sau đó mới nâng thiên văn ngọc lên đồng miêu thấy vậy không khỏi sợ hãi hắn vừa mới thể nghiệm sự lợi hại của thiên văn ngọc nào dám lại chịu một kích nữa chứ trước đó còn có kiếm thay hắn ngăn cản một chút hiện tại đã không có nữa hắn rất là quả quyết lập tức xoay người chạy siêu thân thể phát động hắn không dám chạy thẳng mà thân thể biến hóa cực nhanh khiến cho lăng hàn không có cơ hội khóa chặt hắn trong nháy mắt đã chạy không còn hình bóng trên thực tế chỉ cây nhắn chạy ra khu vực nhất định thì áp chế đối với tu vi của Ha sẽ biến mất tu vi khai khiếu cảnh gần tầm bí cảnh thực lực như vậy tuyệt không phải là thứ mà lăng hàn có thể địch nổi lăng hàn không có truy kích nhưng tốc độ của đối phương đột nhiên tăng vọt thì hắn đã biết tu vi của đồng miêu đã khôi phục cũng có nghĩa trận chiến đầu tiên của bọn hắn đã kết thúc nếu như hắn chủ động khiêu chiến trận pháp nơi này không còn áp chế tu vi đối phương thì phải làm sao bây giờ tuyệt đối công bằng là tuyệt chiêu đáy hòm của hắn đương nhiên không thể tùy tiện dùng a đồng tề và tân như nguyệt nhìn lẫn nhau không có người nào mà không nhíu mày cuối cùng lăng hàn đã dùng thủ đoạn công kích khiến cho bọn hắn cũng đều phát lạnh dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy sao bọn hắn có thể tránh được công kích dùng tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh đánh tới cơ chứ phải biết đánh cùng với lăng hàn tu vi của bọn hắn sẽ bị áp chế đến cực cốt cảnh a Kỳ thật, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng, chỉ cần hai người có thể chân thành hợp tác, một người hấp dẫn hỏa lực, một người khác có thể thừa cơ công kích, dù sao Lăng Hàn cũng chỉ có một khối Thiên Văn Ngọc mà thôi. Vấn đề là ai hấp dẫn hỏa lực cơ chứ? Chương 3905, Bích Hỏa Bí. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn a, à, động một tí là sẽ mất mạng, đừng nói bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, cho dù là sư huynh muội thì cũng phải ước lượng một chút, xem có thể bị đối phương bán đi hay không. Đừng quên chuyện này còn dính đến việc cạnh tràn danh ngạch sổ long a cho nên bọn hắn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hai người đều cười cười với lăng hàn ra vẻ vô cùng thân mật bọn hắn hiểu rất rõ quy tắc trận pháp ở nơi này nếu như võ giả cấp thấp chủ động xuất thủ với võ giả sao dai như vậy trận pháp sẽ không vận chuyển cưỡng ép áp chế người cảnh giới cao hơn cho nên nếu như lăng hàn xuất thủ bọn hắn có thể dùng cảnh giới cao hơn diệt sát lăng hàn ở sâu trong nội tâm Đương nhiên bọn hắn rất hy vọng Lang Hàn sẽ cậy mạnh xuất thủ với bọn hắn. Thời gian, không giờ, không không, đáng tiếc, Lang Hàn cũng không có mắc lừa. Đừng nhìn bộ dáng của hắn trẻ tuổi, thế nhưng ở trong đám người đồng lứa, hắn đã trải qua bao nhiêu mưa gió chứ. Từ đầu tới cuối hắn đều duy trì tâm tính trẻ tuổi, đối với sinh mệnh rất là nhiệt tình, từ đầu đến cuối vẫn đang theo đuổi sự cường đại, nhưng ở phương diện khác, hắn đã già, kinh nghiệm cũng phong phú không gì sánh được. Lang Hàn cũng cười một tiếng với Đồng Tề và Tân Như Nguyệt sau đó học dáng vẻ trước đó của bọn hắn, ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem bức họa trên vách đá. Đương nhiên ba đại tuổi trẻ thiên kiêu không có khả năng nhàm chán ngồi ở chỗ này, cho nên tất nhiên bức họa bên trên vách đá này phải có thâm ý. Nghe nói, ở trong đó ẩn chứa một bộ tuyệt thế thần công, nếu có thể tìm hiểu ra được, chẳng những có thể trợ giúp tu vi tăng lên, hơn nữa còn có thể phát huy tác dụng ở bên trong thí luyện sau đó. Tân Như Nguyệt mở miệng nói, tiếng nói nhu hòa, cực kỳ dễ nghe. Lăng Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tân như nguyệt lại chủ động lấy lòng mình như vậy đồng tề thì cười lạnh tự nhiên hắn biết rõ tân như nguyệt đang cố ý lôi kéo làm quân sùng lăng hàn chẳng lẽ nữ nhân này muốn lấy sắc đẹp để dẫn dụ lăng hàn đạt được quyền pháp của đối phương hay sao thật sự là không muốn mặt mũi a à. trong lòng đồng tề thầm mắng nhưng lại tràn ngập ghen ghét tân như nguyệt là một đại mỹ nữ hơn nữa thiên phú võ đạo kinh người lại là đệ tử của thái cổ chân quân thân phận kinh người nếu có thể kết làm quyến nữ với nàng như vậy sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, căn bản tân như nguyệt chướng mắt hắn, một cực cốt cảnh nhô nhỏ, hơn nữa lại là một thổ dân, dựa vào cái gì mà lại cưỡi đến trên đầu của hắn chứ. Đồng tề nhắm mắt lại, mặc dù hắn cuồng ngạo, thế nhưng cũng không ngốc, khai chia cùng lăng hề nhờ chỗ này chỉ có thể khiến cho tân như nguyệt ngư ông đắc lợi mà thôi. Cho nên, sau khi thí luyện hắn mới nổi báo, dùng tu vi khai khiếu cảnh của hắn, muốn giết một cực cốt cảnh còn không đơn giản hay sao dù là yêu nghiệt cũng khó thoát khỏi cái chết lăng hàn cười cười với tân như nguyệt nói cảm ơn đã chỉ điểm ta gọi là tân như nguyệt nữ tử này nở nụ cười rất là xinh đẹp lăng hàn gật gật đầu hắn cũng không cần tự giới thiệu đối phương đã sớm biết rõ về mình hắn hỏi không biết tân cô nương có suy nghĩ ra môn đạo gì hay không tân như nguyệt lắc đầu như nguyệt đần độn cũng không có nhìn ra được cái gì a à. lăng hàn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bức họa trên vách đá hoàn toàn không thể được xưng là bức họa, mà càng giống như là vẽ loạn, nhìn không ra là vẽ cái gì. Có thể là vẽ linh ti ngay không? Đây cũng có thể coi như là một khảo nghiệm, tất cả mọi người còn tưởng rằng đồ phổ tuyệt thế thần công gì đó, kết quả lại uổng phí thời gian. Lăng huynh, không chỉ là thiên hải tinh có thí luyện sổ long, những địa phương khác cũng có a. À. Tân Như Nguyệt nói, theo một vị tiền bối nói, bên trong tấm khắc đá này quả thực có cất dấu tuyệt thế thần công, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ huyền bí trong đô ra ngoài nếu không sẽ có cường giả xuất thủ người tiết lộ bí mật sẽ bị chịu thuật giả giết chết tại chỗ hả nói cách khác thí luyện sổ long này được thế lực nào đó ở sau lưng duy trì a à? lăng hàn cười một tiếng với tân như nguyệt đa tạ tân cô nương chỉ điểm tân như nguyệt gật gật đầu nàng thay đổi ý nghĩ cố ý kết một thiện duyên với lăng hàn lăng hàn hết sức chuyên chú nhìn bức khắc đã nhìn xem rốt của cờ trong đó ẩn giấu bí mật gì chỉ cần ở trong đó thực sự cất dấu tuyệt thế võ học gì đó thì Lăng Hàn tin tưởng dùng ngộ tính của mình nhất định có thể nhìn ra được. Hắn hít một hơi thật sâu, tâm tĩnh lặng, khí hòa, tiếp tục xem xét. Nhưng mà, bút họa loạn thất bát tao vẫn là loạn thất bát tao, không có một chút quy luật nào, không hề có mỹ cảm, cũng không nhìn ra được cái gì cả. Nha, nhị oa đột nhiên vỗ tay, nói, con đã hiểu rồi, nàng vui vẻ kêu lên, trong lòng Lăng Hàn khẽ động, chỉ có nhị oa nhìn ra sao. Nhất định là nhãn thuật hắn mở nhãn thuật tra, lại nhìn lại tấm khắc đá, không khỏi kinh hỉ, bởi vì hắn đã thấy được chỗ khác biệt. Trên thực tế, một khắc một hỏa cũng không có xảy ra biến hóa gì cả, thế nhưng là cấp độ lại rất là rõ ràng. Có chút ở phía trước, có chút ở phía sau, hơn nữa không phải là hai tầng, mà là mười mấy tầng, thậm chí lại nhìn tinh tế tỉ mỉ một chút, còn xa không chỉ là mười mấy tầng không thôi. Ở bên trong thức hải của Lăng Hàn xuất hiện một bộ đồ hình nổi. Đây là cấu tạo của thân thể con người, giờ khác này bức họa chính là kinh mạch trong cơ thể của con người nhưng mà chỉ là kinh mạch trong cơ thể người cũng không thể nói rõ ra cái gì chỉ cần đả thông trăm mạch người nào mà không biết cấu tạo của kinh mạch bản thân cơ chứ lang hàn nhìn kỹ sau đó giật nảy mình là phối hợp tia sáng dưới chiếu sáng trước mắt có một đạo kinh mạch đặc biệt rõ ràng giống như được thiêu đốt lên vậy ở trong lòng hắn thầm cười một tiếng biết rõ mình đã phá giải được bố cục bên trong bức họa bằng đá này cách mỗi một lúc Lăng Hàn sẽ nhìn kinh mạch đồ biến hóa em một chút, đây thật ra là đồ hình bí lực vận chuyển. Ròng rã một ngày một đêm, tia sáng biến hóa thành một vòng tuần hoàn, cuối cùng Lăng Hàn đã nắm bắt được tất cả biến hóa của kinh mạch. Đây là một môn công pháp, hiệu quả cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lăng Hàn lại đợi nửa ngày, lúc mặt trời mới lên, hắn bắt đầu dùng công pháp mới để tiến hành tu luyện. Nhưng mà, kết quả khiến cho hắn hoàn toàn không hiểu. Bởi vì thứ này căn bản không có cách nào rút ra thiên địa lực hoàn toàn là mù quáng làm việc. chương 3906, ai hố ai, một. Chẳng lẽ lý giải của mình không đúng? Lăng Hàn nhíu mày, lại lặp đi lặp lại cân nhắc một chút, hắn cảm thấy lý giải của mình cũng không có vấn đề a à. Vì không lãng phí thời gian, Lăng Hàn thay thành vận chuyển công pháp phầu ca, rút thiên địa lực ra cho mình dùng. Hả, trong lòng hắn đột nhiên hơi động, có thể là như vậy hay không? Trên cơ sở vận chuyển công pháp phầu ca, Lăng Hàn lần nữa vận chuyển môn công pháp mới kia, kỳ tích xuất hiện, lỗ chân lông toàn thân hắn giống như mở lớn, tốc độ rút ra thiên địa lực lập tức tăng lên rất nhiều lần. Hóa ra, đây là một môn công pháp phụ trợ, lăng hàn đại hỷ, công pháp phầu ca vốn đã 10 phần như bức, lại phối hợp với môn công pháp phụ trợ này, có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn siêu việt thường nhân bao nhiêu lần cơ chứ. A, à, hắn kinh ngạc phát hiện ra, sau khi môn công pháp này vận chuyển, trên cổ tay của hắn có thêm một ấn ký. Cái gì, tân như nguyệt, đồng tề đồng thời mở hai mắt ra, mặc dù dùng mắt thường không có cách nào nhìn thấy thế nhưng bọn hắn vẫn có thể dùng thần thức để cảm ứng được giống như lăng hàn đã trở thành trung tâm của vòng xoáy hấp thụ một lượng lớn thiên địa lực đang dũng mãnh lao tới phía hắn muốn làm được như vậy cần mạnh đến trình độ gì chứ có thể so sánh cùng bọn hắn a à. phải biết rằng bọn hắn là khai khiếu cảnh a à. một cực cốt cảnh hấp thu được thiên địa lực có thể so sánh cùng khai khiếu cảnh đây là khái niệm gì chứ ngươi là yêu quái sao không đúng bọn hắn lập tức nghĩ đến một ngày trước lăng hàn cũng tu luyện hơn nữa cũng dẫn động không y thiên địa lực thế nhưng tuyệt không có khoa trương giống như bây giờ vậy nói cách khác đây là đột nhiên thay đổi hít chẳng lẽ ra hỏa này phá giải được bí mật của bích hỏa bọn hắn không còn tâm tư nào để tu luyện nữa không có người nào trong lòng không tràn ngập hâm mộ nếu như bọn hắn cũng có thể có được môn công pháp này chẳng phải có thể dùng thời gian ngắn nhất để bước vào tiên đồ hay sao đây là đại cơ duyên a lăng hàn một lòng tu luyện lực lượng trong cơ thể mãnh liệt và bằng bạc, mỗi một giây trôi qua, tiến bộ của hắn đều vô cùng rõ ràng. Từ tốc độ này xem ra, chỉ cần ngắn ngủi 6 ngày thì hắn đã có thể đạt tới tam cốt đỉnh phong. Lăng Hàn nở một nụ cười, dù là không có thu hoạch được vị chia thứ nhất thí luyện thì hắn cũng hoàn toàn không lỗ. Sau khi nửa giờ qua đi, thấy Lăng Hàn mở hai mắt ra, đồng tề lập tức ngạo nghễ nói. Lăng Hàn, nói bí mật của bích họa cho ta, ta có thể dùng bảo vật để trao đổi với ngươi. Thời gian, 0 giờ 1, 12, bảo vật gì có thể so sánh được với môn công pháp phụ trợ này cơ chứ? Lại nói, trước đó giảng tân như Nguyệt đã để lộ ra, nếu như nói bí mật của công pháp ra ngoài, sẽ có cường giả xuất thủ, không quản hắn là người dự thi hay không, hay là người có nó như Đồng Tề, tất cả đều bị đánh giết. Đồng Tề có chết hay không, lang Hàn không thèm để ý, thế nhưng hắn cũng không muốn điệt tính mạng của mình vào A, à, đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Không có hứng thú. Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt Đồng Tề trở nên mãnh liệt, nói: "Thổ dân, ngươi không nên quá cuồng ngạo mà quên đi thân phận của mình." "A, à, thân phận của ta là gì?" Lăng Hàn hỏi, "Ngươi chẳng qua chỉ là đồ nhà quê ở trên mảnh đất nguyên thủy này, rất lại phía sau. Vừa mới tiếp xúc đến võ đạo, căn bản không biết thế giới này lớn đến mức nào." Đồng Tề lạnh lùng nói, "Ngươi sao có thể biết rõ, ở dưới thế giới mà ngươi biết còn có một lao tù cực lớn. Bên trong có rất nhiều cường giả" cảnh giới cao tới mức căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. Lao tù, Lăng Hàn kinh ngạc, nói như vậy, bất kể là thử yêu trước kia hay là thôi chấn hải sau đó, cùng với đám cường giả tiên đồ mọc lên như nấm, tất cả đều xuất phát từ Lao tù. Dưới thế giới này chấn áp một cái lồng giam, nhưng thiên địa kịch biến, mới để cho bọn hắn thoát khốn sao? Chờ chút, có phải là bởi vì bởi vì bọn họ muốn thoát khốn, cho nên thiên địa mới có thể xảy ra kịch biến hay không? Trong lòng Lăng Hàn thay đổi rất nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn chỉ thản nhiên nói. Một tù phạm, sao lại có khẩu khí lớn như vậy chứ? Người đây đang làm ô nhục những tiền bối và các đại nhân sao? Đồng tề cười lạnh nói, ngươi cho rằng, huyền Bắc Quốc có một thánh hoàng gì gì đó là có thể bảo kê ngươi sao? Sai, Trần Phong Viêm cũng chỉ vừa mới bước vào tiên đồ, chỉ cần khe hở lồng giam lại mở ra một chút thì sẽ có nhân vật càng cường đại hơn xuất hiện, tùy tiện đã có thể giết chết Trần Phong Viêm cho nên một thổ dân như ngươi vẫn nên tự biết mình thì hơn lăng hàn lắc đầu nói ngươi một câu thổ dân một câu đồ nhà quê khiến cho ta rất tức giận đồng tề cười ha hả vậy thì thế nào ngươi còn muốn xuất thủ với ta hay sao hắn lại ước gì lăng hàn sẽ làm như thế kẻ yếu chủ động khiêu khích trận pháp sẽ không hạ thấp cảnh giới của cường giả như vậy hắn giết lăng hàn sẽ chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi đương nhiên trước tia nhắn sẽ ép bí mật của lăng hàn ra ánh mắt lang hàn lành lạnh nói người thử nói một câu thổ dân nữa xem thổ dân thổ dân thổ dân đồng tề cười to khiêu khích ta nói còn muốn nói mấy lần thổ dân thổ dân lang hàn lắc đầu sao lại luôn có người tự tìm cái chết như vậy cơ chứ hắn tế ra thiên văn ngọc muốn trong thời gian ngắn nhất để kết thúc chiến đấu hai mắt đồng tề có chút siết chặt mặc dù hắn không nhận ra thứ này chính là thiên văn ngọc thế nhưng lại tận mắt chứng kiến uy lực của đồ chơi này không thể chủ quan cũng không thể lật thuyền trong mương a à. thổ dân người chỉ biết quát tháo ngoài miệng thôi sao hắn cười to tiếp tục khiêu khích lăng hàn một hai ba lăng hàn bắt đầu đếm số người ngu rồi sao đồng tê có chút khó hiểu năm bên trong ánh mắt lăng hàn lộ ra sát khí bỗng nhiên giết về phía trước ha ha thật sự là tự tìm cái chết đồng tê cười to hắn không tránh không né muốn chờ tới khi lăng hàn thực sự giết tới chỗ này mới ra tay đây chính là Lăng Hàn chủ động xuất thủ, mà hắn có lòng tin tuyệt đối, dù Lăng Hàn đánh ra Thiên Văn Ngọc, dùng tu vi khai khiếu cảnh của hắn cũng có thể trốn đi, thậm chí đánh bay. 14 trượng, 11 trượng, 9 trượng, 8 trượng, tuyệt đối công bằng được phát động. Tay phải Lăng Hàn giơ lên, xoát, Thiên Văn Ngọc đã được ném ra ngoài, ở dưới niệm lực thôi thúc, trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc gấp 9 lần âm thanh, nhanh chóng bắn về phía đồng tề. Trường 3907, Ai Hố Ai Hai. Cái gì? Sắc mặt Đồng Tề đại biến, bởi vì hắn phát hiện ra tu vi của mình đã trực tiếp bị hạ xuống đến cực cốt cảnh. Rõ ràng trận pháp không phát động, sao tu vi của hắn lại bị hạ xuống cơ chứ? Chẳng lẽ, bỗng nhiên hắn nghĩ ra, trên Thơ Lăng Hàn còn có một cái trận pháp tương tự a. À? Hỏng bét, hắn muốn trốn tránh, nhưng dưới vận tốc gấp 9 lần âm thanh, hắn đâu còn tránh kịp nữa. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giơ hai tay ngăn ở trước người, ba, tay mới nâng lên thì Thiên Văn Ngọc đã đánh gãy tay chỉ thấy máu me tung tóe hai tay của hắn đã mạnh mẽ bị nện đứt thế đi của thiên văn ngọc không giảm vẫn hướng về phía lồng ngực của hắn mà đập tới đồng tề miễn cưỡng né tránh một chút ba thiên văn ngọc đánh vào trên sườn trái của hắn lập tức kéo xuống một mảng lớn huyết nhục của hắn còn có mấy chiếc xương sườn tạo thành một cái khe nứt hình vuông hắn kêu thảm một tiếng thế nhưng lại không có chút do dự xoay người chạy đi thân hình như bay vốn hắn cũng không không chịu nổi một kích như thế Thế nhưng ai bảo hắn không nghĩ tới Lăng Hàn còn có loại trận pháp như tuyệt đối công bằng cơ chứ? Mà hắn lại ôm tâm tư muốn hố Lăng Hàn, mãi đến khi đối phương xuất thủ thì hắn mới tiến hành phản kích, dẫn đến hắn thiếu thời gian phản ứng a. À. Sau khi chạy ra thật xa, lúc này hắn mới quay đầu, có chút oán hận nhìn Lăng Hàn một chút, sau đó thân thể lại bắt đầu biến mất ở phương xa. Ha ha, còn muốn gạt cha nhà ta, thật sự là mơ mộng hão huyền. Tự mình chuốc lấy cực khổ, không biết cha chúng ta là tổ tông âm người hay sao mấy đứa trẻ không có người nào không hi hi ha ha nói cười. Sắc mặt Lăng Hàn lập tức tối đen, có người nào khoa trương như thế sao? Bị các ngươi nói ra như vậy, bảo sau này ta hố người te như thế nào đây? Một thân mồ hôi lạnh của Tân Như Nguyệt cũng toát ra, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập vẻ cổ quái. Vừa rồi nàng cũng nghĩ là Lăng Hàn xúc động, chúng phép khích tướng của đồng tề, thế nhưng ai mà biết được đồng tề mới là kẻ hố người không thành còn bị âm lại. Hai cánh tay cũng bị đánh nổ, trừ phi tìm được linh dược có thể mọc lại thịt từ xương, bằng không hắn ta sẽ vĩnh viễn là một tên phế nhân. May mắn nàng đã chân áp sát niệm, nếu không đối đầu với một kích kia của Lăng Hàn, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ phải trúng chiêu. Lăng Huynh, thủ đoạn rất tốt, tân như Nguyệt Tràn ngập cảm khái nói, nàng thật sự bội phục, Lăng Hàn diễn dị tròn mỹ, lại dùng xu thế lấy yếu thắng mạnh. Mặc dù động tác như vậy như vậy chỉ là trong một nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn cười một tiếng, tân cô nương khen ngợi rồi hắn nghĩ lại một chút, nếu như trước khi ném ra thiên văn ngọc trước dùng sát khí xung kích một chút, như vậy đồng tề kia sẽ không có khả năng chạy thoát. Tại hạ đi trước một bước, Lăng Hàn chắp tay nói với Tân Như Nguyệt, mời, Tân Như Nguyệt gật gật đầu, bên trong ánh mắt của nàng tràn ngập ý chí chiến đấu, Lăng Hà đã có thể ngộ ra bí mật trong tranh đá, không có lý do gì mà nàng lại không làm được. Lăng Hàn mang theo bảy đứa trẻ rời đi, mới đi được không bao xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vườn hoa cực lớn, khắp nơi là cỏ xanh, từng cây hoa cao bằng người, nụ hoa chớm nở. Những cây hoa này rất lộn xộn, nhìn như không có quy luật gì cả, thế nhưng cẩn thận nhìn vào giường như lại có một loại quy luật nào đó. Chỉ là trong lúc nhất thời không tìm ra mà thôi, liếc mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy bên trong vườn hoa này có đầy người nằm. Tư thế ngã quỵ khác nhau, có ngửa mặt lên trời, có nằm trên đất, từ đám người ngửa mặt lên trời mà xem, sắc mặt bọn hắn hồng nhuận, giống như không phải là người chết vậy. Rất nhanh, Lăng Hàn đã nhìn thấy một người bò dậy, mơ hồ đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy một đóa hoa tươi bên người hắn nở nộ, ba, người này lại ngã xuống, một lát sau, hoa tươi nở rộ lại khép lại. Một màn này vẫn đang tiếp diễn, nhìn từng người bò dậy chưa đi được mấy bước đã ngã xuống, cảnh này rất là buồn cười. Thời gian, không giờ, không không, Lăng Hàn đã hiểu ra, nơi này cũng không phải là tử địa, những bông hoa kia chỉ làm cho người ta ngất xỉu mà thôi. Vấn đề là, phấn hoa có hiệu quả mê choáng rất mãnh liệt, người một thoáng sẽ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa thời gian cũng sẽ rất lâu rất dài. Lăng Hàn chú ý quan sát, sau khi một người ngã xuống, qua hơn 2 giờ cũng không tỉnh lại. Hắn kiên nhẫn quan sát, lại phát hiện qua một tiếng sau người kia mới thức tỉnh lại được. Lăng Hàn cũng không chỉ quan sát một người này, hắn đã tổng kết ra, phần lớn người đều sẽ hôn mê chừng 3 giờ, chỉ có một số rất ít người mới có thể tỉnh lại sớm. Thế nhưng cũng chỉ trước thời hạn một chút xíu mà thôi. Đó là trận pháp sao? Lăng Hàn quan sát, hắn muốn biết quy luật hoa tươi mở ra, bởi vì cùng là một gốc hoa, người tiến vào thường có lúc mở ra, có khi lại không. Hắn phát động nhãn thuật, thế giới này lập tức dùng một loại phương thức khác hiện ra ở trước mặt của hắn. Đầu óc của hắn vận chuyển với tốc độ cao, vườn hoa này quá lớn, số lượng hoa cũng quá nhiều, muốn tìm ra quy luật mở ra của mỗi một gốc hoa tươi, khó. Rất nhanh Lăng Hàn đã từ bỏ dự định muốn biết rõ toàn bộ quy luật mở ra của tất cả hoa tươi. Bởi vì hắn chỉ cần tìm ra một con đường có thể thông qua là đủ. Hắn không ngừng quan sát, không ngừng thôi diễn, lượng tính toán này vẫn lớn đến kinh người, bởi vì sau khi mỗi gốc hoa đua nở, thời gian và phạm vi phấn hoa phiêu tán cũng không giống nhau một chút nào. Mà dùng năng lực của Lăng Hàn, hắn cũng chỉ có thể tính toán ra một khối khu vực nhỏ mà thôi. Hắn để cho mấy đứa trẻ tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, mà hắn thì là một mình đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, hắn đi lại nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ đi ra được mấy trăm bước thì hắn lập tức cảm thấy hoa mắt, sau đó đã ngã xuống trên mặt đất. Dựa vào, tính toán sai lầm, chúng chiêu, hắn mơ màng tỉnh lại, ký ức trong nháy mắt khôi phục, vội vàng theo đường cũ lui về phía sau, hắn cũng không muốn phấn hoa lại bung ra, lại khiến cho hắn hôn mê 2 đến 3 giờ a. À. lang Lăng Hàn lại bắt đầu tính toán lại từ đầu, trên thực tế, tiến độ của hắn đã nhanh đến mức kinh người, người khác có thể đi được vài chục bước cũng đã không tệ rồi, hắn lại đi được mấy trăm bước, chênh lệch rất lớn. Sau cả buổi, một lần nữa Lăng Hàn lại xài bước, đăng đăng đăng, sau mấy trăm bước, Lăng Hàn lần nữa trúng chiêu, nằm vật xuống dưới đất. chương 3908, Tứ Cốt, lần này, sau khi tỉnh lại Lăng Hàn có chút khó khăn, bởi vì hắn đã vượt qua phần lớn người, phía trước chỉ có mấy người thưa thớt, hơn nữa trên cơ bản đều nằm trên đất, không có người nào dò đường câu hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhãn thuật để quan sát, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Hắn dứt khoát trước chuẩn bị ăn, cho ăn no bảy cái sữa em bé về sau, hắn cũng tiến vào dưỡng nguyên hồ lô bên trong. Nơi này hoa cỏ rậm rạp, sẽ không có người nhìn thấy. Hắn hôm nay dùng não quá độ, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức ra hồ lô, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Lúc này, mặt trời vừa vặn mới lên, lang hàn đồng thời vận chuyển hai môn công pháp, một chủ một phụ, cũng không xung đột, lấy tinh thần lực của hắn mạnh hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Đây là kinh người được nhanh. Còn muốn 4 ngày, hắn liền có thể đạt tới Tam Cốt đỉnh phong, sinh mệnh bảo quả thì không cần lo lắng, hắn chuẩn bị trước sinh mệnh bảo quả vẫn luôn không có sử dụng, hoàn toàn chống đỡ nổi hắn xông lên tứ cốt. Chỉ là tứ cốt lại muốn đi lên, hắn liền phải nghĩ biện pháp khác. Cái này chế ước cảnh giới, ngoại trừ công pháp bên ngoài, lớn nhất nhân tố chính là sinh mệnh bảo quả. Cũng không đủ sinh mệnh bảo quả, ai dám vì tiện đột phá, không muốn sống nữa. Lăng Hàn bỏ xuống trong lòng tạp niệm một lần nữa quan sát, một lần nữa tính toán. Lúc này, hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tốc độ so với hôm qua chậm rất nhiều, nhưng so với những người khác đến tốc độ của hắn có thể xưng biến thái. Một ngày này kết thúc về sau, Lăng Hàn chạy tới cực kỳ phía trước. Hoặc là đã có người thông qua, bằng không hắn khẳng định là cái thứ nhất. Đến ngày thứ tư sắp lúc kết thúc, Lăng Hàn ngoài ý muốn phát hiện có một gốc hoa tươi thế mà kết suốt trái cây, dù là còn cách khoảng cách thật xa hắn vẫn có thể cảm ứng được nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức. Đây là sinh mệnh bảo quả, cũng quá đúng dịp đi, thiếu cái gì đến cái đó. Lăng Hàn chỉ là muốn một thoáng, liền đem ý nghĩ này bỏ qua một bên, hiện tại trọng điểm là thế nào hái được. Cái này không ở Lăng Hàn cần phải trải qua trên đường, mà là muốn trạch hướng bình thường lộ tuyến rất nhiều, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hái sinh mệnh bảo quả, sao có thể tính toán lãng phí thời gian đây? Lăng Hàn cười một tiếng, tự nhiên không chút do dự gãy hướng. Nơi này bụi hoa muốn dày đặc quá nhiều, hơn nữa cũng không có người ở phía trước giò đường, Lăng Hàn chỉ có thể lấy nhãn thuật một chút xíu địa xem xét, tiến độ 10 phần chậm chạp. Không tốt, chúng chiêu, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm, cũng may mùi hoa này cũng không chí mạng, hơn 2 giờ về sau, hắn lại vừa tỉnh lại, lần nữa tiến về phía trước. Bỏ ra trọn vẹn hai ngày thời gian, Lăng Hàn mới rốt cục đi tới gốc kia sinh mệnh bảo quả trước trên cành tất cả kết xuất chín quả trái cây, tản ra nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức, Lăng Hàn trước từng chiếm được một viên khai khiếu cảnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả, so sánh dưới, xa xa không bằng cái này chín quả trái cây. Bởi vậy, cái này chín quả hẳn là tầm bí cảnh cấp bậc sinh mệnh bảo quả. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, đem chín quả sinh mệnh bảo quả thu. Hắn hiện tại chỉ có cực cốt cảnh, tin tưởng hắn lại yêu nghiệt, dạng này một viên sinh mệnh bảo quả cũng đủ làm cho hắn đột phá một cảnh giới. Lăng Hàn hết sức hài lòng, chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến, thu hoạch thật là tràn ngập. Hắn trở về chính đồ, tiếp tục đi tới. Lại là hai ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng là đi ra cái này vườn hoa khu. Phía trước là một mảnh khu rừng rậm rạp, Lăng Hàn gật gật đầu, vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này đột phá. Mấy ngày nay xuống tới, hắn đã là đạt đến tam cốt đỉnh phong. Xung kích tứ cốt, hắn tiến cảnh quá nhanh, ở tam cốt giai đoạn này dừng lại thời gian bất quá 10 ngày, nhưng Lăng Hàn không có thời gian có thể lãng phí, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi, cái này sổ Long thí luyện bên trong tích chứa chỗ tốt vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên hắn nhất định phải đạt được thứ nhất. Mặc dù trước chiến đấu cũng rất công bằng, gặp phải cường giả đều có thể áp chế tu vi của đối phương, nhưng ai có thể bảo đảm, tiếp theo cũng là như thế chứ? Cho nên, tự thân cường đại mới là đáng tin nhất. Hắn tìm một một chỗ yên tĩnh, đợi ngày thứ hai, lúc mặt trời mới lên, hắn hoàn thành một lần tích lũy bí lực cuối cùng sau đó bắt đầu xung kích tứ cốt. Cảnh giới tăng lên, chính là cấp độ sinh mệnh tăng lên, mà cấp độ sinh mệnh tăng lên nói trắng ra là chính là xé tan gông cùng xiềng xích trong cơ thể, giống như thượng thiên hạn chế, khiến cho phàm nhân sinh hoạt bình thường nhất định phải trải qua dạng quá trình này, từng bước một đi về phía cường đại. Lăng Hàn ăn vào một viên sinh mệnh bảo quả, sau đó bắt đầu xé rách gông cùng xiềng xích. Ba, một đạo gông cùng xiềng xích vỡ vụn, Lăng Hàn lập tức cảm giác một hồi nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể cũng bị hung hăng rút đi một đoạn. Cũng còn may, sinh mệnh bảo quả biến thành tinh khí lập tức bổ sung dạng thiếu thốn này, khiến cho Lăng Hàn duy trì sức sống cường đại. Ba, 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 một đạo tiếp lấy một đạo, không cùng xiềng xích sinh mệnh không ngừng bị phá vỡ, Lăng Hàn nhe răng lại nhếch miệng, bởi vì nương theo quá trình này, còn có xương đáng chóc ra, mới xương hướng về càng thêm cường hoành phương hướng tiến quân. Ba giờ sau, Lăng Hàn kết thúc công việc, tứ cốt, thời gian, không giờ, không không. Dùng tốc độ tu luyện này của Lăng Hàn, chỉ sợ không cần 10 ngày là lại có thể đột phá. Như vậy cũng quá nhanh rồi, không phải cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện càng chậm hay sao? Lăng Hàn suy nghĩ lại một chút về lời nói của đám anh em hồ lô trước kia, trong lòng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, sợ rằng chỉ có đi lên trên tiên đồ mới chân chính được tính là mở ra đường võ đạo A. Giống như ở bên trong đồng thế giới, cũng từ luyện thể đến phá hư, ở hằng thiên đại lục phải cần bao lâu chứ? mà ở thần giới lại cần bao nhiêu, thậm chí, ở tiên giới, có ít người từ lúc sinh ra đã trực tiếp nhảy qua quá trình này. Giống như An Hem Hồ Lô từ khi sinh ra đã không có loại trói buộc như gông cùng xiềng xích này, chỉ cần trưởng thành, tự nhiên tu vi sẽ tăng lên, hơn nữa lại còn là chủng loại tồn tại đánh vỡ cực hạn, tự nhiên cấp độ sinh mệnh sẽ hơn người ta một bậc. chương 3909 Thế Cục, cho nên, hiện tại hắn tu luyện có nhanh đến mấy cũng không phải là hắn quá nghịch thiên, mà là trong giai đoạn hiện tại này ném tới thế giới võ đạo chân chính hoàn toàn là cất bước khởi đầu, tốc độ có nhanh một chút cũng là chuyện bình thường. Không phải nói, có bảo quả có thể khiến cho người ta một bước lên trời, tới thẳng minh văn, khai khiếu thậm chí là tầm bí cảnh hay sao? Chuyện này cũng đã có tiền lệ a, à. Lăng Hàn ý chí chiến đấu sục sôi, như vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới tầm bí cảnh, trước mắt gặp phải thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn, mà sau khi đạp vào tiên đồ, như vậy sẽ không thể có khả năng thăng tiến mạnh như vậy nữa xem như tiên thiên thần thể cũng không có khả năng là tồn tại không nhìn bình phong cảnh giới như thế. Tỷ như yêu tộc, sau khi bước vào tiên đồ, bọn hắn sẽ không nắm giữ yêu thế gì so với nhân tộc được nữa. Lăng Hàn thả mấy đứa trẻ ra, lần này xuất hành hắn chuẩn bị rất là đầy đủ, chỉ ít đồ ăn mang theo rất đủ, không chỉ là dưỡng nguyên hồ lô mà hắn còn thu được không ít pháp khí không gian. Toàn bộ đều bị hắn ném đầy đồ ăn vào trong, cho nên, hoàn toàn không cần phải lo lắng ở chỗ này thời gian quá dài sẽ bị chết đói. Tám người tiếp tục đi tới, tiến vào trong rừng rậm. Ồ, oh, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phát hiện ra phía trước có vết tích có người đi qua. Không phải là dã thú, hẳn là con người, lại còn có người đi đằng trước hắn hay sao? Lăng Hàn có chút khó tin, trước đó hắn dẫn trước xa xa, mặc dù khi hái sinh mệnh bảo quả phải bỏ ra một chút thời gian, thế nhưng không đến mức kém nhiều như vậy a. À. Nếu nói có người một mực đi ở phía trước mặt hắn, như vậy vì sao không hái sinh mệnh bảo quả kia đi cơ chứ? Đừng nói là chướng mắt a. À thứ kia dù sao cũng là sinh mệnh bảo quả. được rồi, cứ đi tiếp là được. Lang Hàn đề cao cảnh giác. xuyên qua khu rừng rậm rạp này, phía trước trở nên rộng mở trong sáng. xuất hiện một cái bình đài nhỏ, mà phía sau bình đài, thế núi nhanh chóng trở nên dốc đứng. đường rất là chật hẹp không gì sánh được, chỉ có thể để cho một người đi mà thôi. trên bình đài xuất hiện đầy tượng đá, có chút giống như người, có giống như ngựa, có chút giống như xe, phân hai màu đen đỏ. a, à, đây không phải giống như hay cờ sao? lăng hàn vừa nhìn bình đài bị chia làm từng ô vuông nhỏ quân cờ được bài bố theo quy luật tuyệt đối là quân cờ hơn nữa đánh cờ vừa mới bắt đầu song phương đều có một quân cờ đã qua sông bên ngoài bàn cờ có rất nhiều người đang vây xem đều là ở gần bên hắn mà ở bên kia thì không có một ai lăng hàn lại nhìn qua trong lòng hơi kinh hãi bởi vì đứng ở bên trên tướng xoáy vị một bên là người một bên khác là đồ vật được một chùm sáng bao phủ hoàn toàn không nhìn ra là bộ dáng gì Trận Linh, Lăng Hàn thầm suy đoán ở trong lòng, sau đó hắn đi lên trước mấy bước, thám thính tình huống từ người trước. Vận khí của người thật là tốt, đó là một nam tử trẻ tuổi, hắn ra vẻ vô cùng quen thuộc, vỗ vỗ bả vai của Lăng Hàn, nói. Trước đó chúng ta đều bị vây trong hoa viên kia cực kỳ lâu, về sau không biết có chuyện gì xảy ra, những bông hoa kia không mở, lúc này mới thuận lợi thông qua A. À. Ách, người không biết, sau khi những bông hoa kia nở có thể lập tức khiến cho người ta ngất A. À. Người này có chút nói nhiều, rõ ràng hắn đang hỏi thế cuộc là gì mà đối phương lại nói tới vườn hoa. Lăng Hàn không cắt đứt lời đối phương, bởi vì như vậy cũng giải cây ết một nỗi nghi hoặc ở trong lòng của hắn. Khó trách lại có nhiều người như vậy chạy đến phía trước của hắn, có lẽ là sau khi hắn xông qua vườn hoa kia, những nụ hoa kia cũng không có hiệu quả nữa. Vì cái gì, là vì cố ý chờ ai chứ? Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, dù sao người tu ra nhãn thuật rất ít, cho nên cửa này có thể khiến cho người tới trước mất đi rất nhiều ưu thế thời gian. Vốn Lăng Hàn một mình một ngựa, thế nhưng ở trong rừng rộng nghỉ ngơi một đêm, lại tốn 3 giờ tiến hành đột phá, cho nên, hắn bị người ta vượt qua cũng không là chuyện kỳ quái gì cả. Như vậy xem như hắn cống hiến cho người ta sao, nghĩ đến chín khỏa sinh mệnh bảo quả kia, Lăng Hàn giật mình, thứ này coi như là phần thưởng A. Khủ khủ, Lăng Hàn nhắc nhở một chút, người nên nói trọng điểm nha, sao lại còn đang tán dóc đồ vật khác loạn thất bát tao cơ chứ a à, đúng lúc này chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến lăng hàn vừa nhìn qua chỉ thấy bên trong thế cuộc đánh cờ vây đã phân thắng bại như vậy cũng không có gì thế nhưng soái lại bị một con mã giết chết tảng đá mã dẫm đạp một cái lập tức liền dẫm người kia thành bánh thịt dựa vào ác như vậy sao uy 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 người thấy chưa thế cuộc này rất là hung tàn a à. nam tử trẻ tuổi kia nói thua sẽ là mất mạng lăng hàn gật gật đầu người nói nhảm một đống lớn ta đã dùng con mắt nhìn thấy, không cần ngươi nói a. À. Người này vừa chết, quân cờ nhanh chóng quy vị, giống như có sinh mệnh vậy. Đây là một trận pháp, Lang Hàn lập tức thầm nói ở trong lòng. Lão huynh, khảo nghiệm cửa này thật sự là biến thái, không nói thực lực, không ngờ lại khảo hạch kỳ nghệ. Người tuổi trẻ kia có chút phát điên, không thể xông vào sao? Lang Hàn cười hỏi, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Người tuổi trẻ kia vội vàng nói, người tới muộn không nhìn thấy trước đó quả thực có người xông vào có chút người còn kết thành đoàn đội kết quả thì sao trong nháy mắt đã bị toàn diệt hít những con xe mã ha tốt kia mỗi một con đều là khủng bố vô biên tuyệt đối có được thực lực cấp bậc tiên đồ chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không đủ bị bọn họ đánh Lăng hàn gật gật đầu cười nói vậy người từ giờ trở đi khổ luyện kỳ nghệ đây cũng không phải là chuyện có bao nhiêu khó khăn a à. ai không phải là vấn đề học tại chỗ a à người tuổi trẻ kia dùng vẻ mặt đau khổ nói có người thông qua hay không lăng hàn lại hỏi một người cũng không có người tuổi trẻ kia thở dài nói tên ở đối diện kỳ nghệ cao đến kinh người có ít người tự cho là xem thấu đường đi của đối phương kết quả vừa mới đi lên chiến một trận đã bị ép thành cặn bã lăng hàn gật gật đầu nói tiếng cảm ơn với người kia lại vòng quanh bàn cờ này một chút hắn là một tên trận pháp sư muốn hắn bố trí một cái thế cuộc dạng này có thể đánh cờ cùng người ta, nói thật, hắn không làm được. chương 3910, đánh cờ một thế nhưng nếu trực tiếp phá hư thế cuộc trận pháp thì sao chứ? Hắn quan sát qua, trước tiên cũng không có ý định đăng đàn khiêu chiến. Thế nhưng kế tiếp cũng không ai tiến lên, hiển nhiên, vết xe đổ trước đó quá nhiều, ai cũng không muốn nộp mạng uổng phí. Ha ha, một đám cặn bã, xem ta đây, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo xanh đứng dậy, hắn nhanh chân đi tới trên xoáy vị. Lập tức, Vị trí bên trên phía đối diện cũng có ánh sáng hiển hiện, đại biểu cho thế cờ bắt đầu. Người kia là ai? Có người hiếu kỳ, chẳng lẽ ra hỏa này không nhìn thấy kết quả đều chết của đám người trước đó sao? Đó là Lý Song Nghệ, có người nhận ra thân phận của người khiêu chiến này. A, à, là người được xưng cầm kỳ song tuyệt, không sai, đệ tử tuần thượng nhân, thực lực tương đối bất phàm. Hắn đã được xưng cầm kỳ song tuyệt, như vậy hẳn là có khả năng thắng a. Ừm. Um vội vàng ghi lại mỗi một bước cờ của hắn đi, chờ sau đó nếu như hắn thắng, chúng ta sẽ đi theo bước của hắn. Đúng đúng đúng, vừa có nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Đánh cờ bắt đầu, song phương người tới ta đi, người ăn ta một con tốt, ta ăn ngươi một con tốt, quân cờ va chạm, vỡ nát, quân cờ trên trận cũng trở nên càng ngày càng ít. Sắp phân ra thắng bại a à, Lý song nghệ từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong bản thân hắn cũng có thể đi lại. Thế nhưng chỉ giới hạn ở bên trong cửu cung của soái vị, hơn nữa cũng phải dựa theo quy luật thế cuộc để hành động, cũng không thể chạy lung tung. Pháo năm bình phương 6, mã lục tiến 4, trong miệng hắn không ngừng phát ra chỉ lệnh, chỉ huy quân cờ phe mình phát động công phạt. Thắng, sắp thắng rồi, tất cả mọi người đều hưng phấn, cho dù là kỳ nghệ của bọn họ không bằng, thế nhưng nếu muốn phán đoán thế cuộc thì lại không khó. Lý song nghệ đã hoàn toàn chiếm được thượng phong, chỉ có phần hắn tiến công, một con mã, một con xe lại thêm một con tốt đã qua sông, từng bước ép sát, làm cho đối phương chỉ có thể liên tiếp chống đỡ, không được bao lâu đã lại ăn được ba con cờ. Đến tận đây, đại cục đã định, quả nhiên, chỉ sau ba bước, tướng quân của đối phương đã bị giết chết, thế cuộc kết thúc. Lý song nghệ cười ngạo nghễ, nhanh chân bước đi hướng về phía đối diện, không có một quân cờ nào phát động công kích với hắn. Sau khi hắn đi qua, thế cờ cấp tốc phục hồi lại như cũ, Quân cờ trước đó bị đánh nát cũng đã khôi phục nguyên trạng, giống như có thể nghịch chuyển thời gian vậy. Các ngươi đã nhìn thấy bản thiếu thắng thế nào chưa? Lý song nghệ xoay người lại, quét mắt một vòng về phía đám người, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như đang chờ đợi đám người đối diện chiều bái. Lý ca, ngươi không cập hải nói nhiều, ta phục ngươi. Lập tức có người nói, lần này có thể qua ải, cũng thiệt thòi Lý ca a. À. Lý huynh, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, quả nhiên, có không ít người nhao nhao tỏ thái độ, nhưng cũng có một số ít người không có lên tiếng. Hừ, một đám Bạch Nhãn Lang, Lý Song Nghệ không vui nói, thế nhưng cũng không hề tức giận, mà là lo lắng nói. Thế cuộc thiên biến vạn hóa, cho dù các ngươi đi theo con đường của ta đi, thế nhưng cũng sẽ xuất hiện biến hóa, lấy kỳ nghệ cặn bã của các ngươi, không phải là muốn chết sao? Cái này, đám người kia nghe xong, không có người nào trong lòng không chợt cảm thấy lạnh lẽo. Đúng vậy a, à, nhất là giai đoạn bắt đầu, biến hóa quá nhiều cho dù cùng là một nước cờ cũng không có khả năng ứng biến giống nhau như đúc A. Nghĩ như vậy, thái độ của đám người đều xảy ra biến hóa, không có người nào là không hướng về lý song nghệ để lấy lòng. Hy vọng nếu như lúc thực sự có tình huống như vậy xuất hiện, đối phương có thể chỉ điểm một chút. Lý song nghệ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, người không có sức cạnh tranh, hắn không ngại để cho bọn chúng qua quan, thu hoạch một chút danh vọng và ân tình. Thế nhưng nếu là người khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp, vậy xin lỗi, người nên chết đi thì hơn. Rất nhanh đã có người đánh cờ, quả nhiên, cho dù hắn dựa theo con đường của Lý Song Nghệ để đi, thế nhưng vẫn xuất hiện biến hóa vi diệu, toàn bộ đều nhờ vào Lý Song Nghệ lên tiếng chỉ điểm, mới lại dẫn thế cuộc trở về con đường vốn có, trợ giúp người kia thắng lợi. Đây rõ ràng là một sai lầm, vì sao người bên trên có thể chỉ điểm cơ chứ? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, nhìn cách cục và bố trí của nơi thí luyện này, hẳn sẽ không xuất hiện sai lầm rõ ràng như vậy, mà là cố ý để như thế a. À. Tựa như vườn hoa trước đó vậy, có người thứ nhất thông qua, về sau tất cả hoa tươi sẽ đình chỉ nở rộ, có thể để cho người ta nhẹ nhõm thông qua. Người thông qua tự nhiên mang ơn đối với Lý Song Nghệ, mà Lý Song Nghệ thì lại ra vẻ rất cao ngạo, rất khó gần. Sau đó, lại có người tiến vào đánh cờ. Sau khi thế cuộc xuất hiện biến hóa, Lý Song Nghệ vẫn mở miệng chỉ điểm, trợ giúp đối phương thông qua. 2, 3, 4 người, người thông qua càng ngày càng nhiều, nhưng khi tới người thứ 9 lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, dường như kỳ nghệ của trận linh thăng tiến mặc cho lý song nghệ nghĩ như thế nào tất cả biện pháp đều không có tác dụng đương nhiên kết quả của người này chỉ có phần bị quân cờ nghiền chết lúc này lý song nghệ cảm thán một lần hắn không ra tay mà ở bên trong lúc đánh cờ một nước sai cả bàn thua lý thiếu không cần quá mức để ở trong lòng là người thì trung quy cũng sẽ xuất hiện sai lầm đúng chính là đạo lý này lý thiếu người cũng không nên cho rằng đây là lỗi của ngươi a à. tất cả mọi người đều nhao nhao an ủi nói thay lý song nghệ Nói thì nói như thế, nhưng cũng không có người nào lập tức đi khiêu chiến, ai biết được lý sau nghệ có thể lần nữa sai lầm hay không a. À? Chỉ là, cuối cùng khát vọng đối với thực lực lại siêu việt sự sợ hãi, không lâu sau, cuối cùng lại có người tiến lên khiêu chiến, kết quả lại thắng. Đám người bên kia khôi phục lòng tin, lại bắt đầu tranh nhau chen lấn. Bởi vì ai mà biết rõ lý sau nghệ có thể đột nhiên đi hay không a. À? Lăng Hàn quan sát qua, thế nhưng cũng không phải là quan sát thế cuộc biến hóa, mà là trận pháp vận chuyển hắn hiểu rõ rất nhiều tư liệu, có một cái chi tiết rất quan trọng. Đó chính là sau mỗi một bước cờ, song phương đều chỉ có thời gian một phút đồng hồ để cân nhắc, quá hạn, trực tiếp coi như là thua. Trước đó có người có thời gian cân nhắc quá dài, trực tiếp bị nghiền chết. chương 3911, đánh cờ hai Lăng Hàn cảm thấy, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn phá trận là chuyện không thực tế. Thế nhưng nếu chỉ là làm cản trở trận pháp vận chuyển một chút, làm cho nó không có cách nào làm ra động tác trong vòng một phút, như vậy hắn vẫn có thể làm được đương nhiên trước đó hắn còn phải ứng chiến một chút có chút biến hóa hắn cần phải tự mình đi trải nghiệm bởi vậy sau khi người đánh cờ trước mắt thắng lợi lăng hàn bước một bước dài dẫn đầu đi lên xoáy vị uy 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 sao ngươi lại không dựa theo lý thiếu sắp xếp để đi chứ có người lập tức kêu lên trước đó lý song nghệ còn sắp xếp trình tự dựa vào cái này để tạo quyền uy của hắn đám người này muốn cầu cạnh hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo hắn sắp xếp mà thôi lớn mật lại dám không tuân lệnh của lý thiếu người còn chưa quá quan lao nhau đều rất là không phục lý song nghệ thì cười ngạo nghế yên tâm ta sẽ không chỉ điểm hắn ha ha vậy thì tiểu tử này thảm rồi chỉ có một con đường chết hắc hắc vì vượt lên trước một chút mà phải bỏ ra cái mạng nhỏ của mình thật là khờ a à. đáng đời a à, ai bảo hắn không tuân lệnh của lý thiếu chết cũng là đáng đời mọi người đều cười vang có lẽ người không tuân quy củ này sẽ không sống được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên ván cờ A. Lăng Hàn không có để ý tới, đánh cờ đã bắt đầu. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc thế cuộc để chiến thắng, bởi vậy, hắn rất là tùy ý đi đánh cờ, có thể nói là từng bước đều là chiêu liều mạng. Thế mà không theo con đường của Lý Thiếu để đi, ai, cho dù tài đánh cờ của ta không tin, thế nhưng ta cũng nhìn ra, đây hoàn toàn là đi mù đường A. Kỳ nghệ nát như vậy cũng dám đi lên, đầu óc tên này bị hỏng rồi sao, không có người nào là không lắc đầu, tiểu tử này thật sự là quá hồ đồ, quá ngu ngốc. Lăng Hàn đi loạn, quân cờ không ngừng bị ăn, mà đối phương lại cơ hồ không có một quân bị chết. Lý Song Nghệ cười lạnh, lần này cho dù bản thân hắn lên trận thì cũng không có khả năng thắng được thế cuộc này a. À. Thật là một gia hỏa không biết sống chết, không quá ba bước, hẳn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Có người khẳng định, một bước, hai bước, đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên xuất thủ, siêu, hắn ném ra ngăn trở trận. Sau đó hắn mới ra lệnh, Tùy tiện đi một nước cờ. Vốn đối phương bên kia hẳn là tướng quân, có thể ngăn trở trận ném đến mới đúng. Thế nhưng khi cắt đứt trận pháp vận chuyển, lập tức, trận pháp giống như bị chết đi, không còn vận chuyển nữa. Thời gian không giờ 36, a, à, tình huống gì đây? Rõ ràng chỉ cần đi thêm một nước cờ là có thể giết chết hắn a. Ngay cả ta cũng có thể nhắm mắt lại để hạ nước cờ này, vì sao trận linh lại không có phản ứng cơ chứ? Đây là ý gì? Đây là ngang nhiên gian lận hay sao? 30 giây, 50 giây, 1 phút đồng hồ, tự động phán thua. Ngoá, cái quỷ gì vậy? Vì sao quân cờ lại bất động A? À? Rõ ràng một bước là có thể giết chết A. À. Không công bằng A, à, tất cả mọi người đều hô to, tràn ngập sự khó hiểu và bất mãn. Tướng quân ở phía đối diện, cũng chính là đoàn quan ảnh hình người kia đột nhiên đi đến chỗ của lăng hàn, lúc đi vào trước mặt lăng hàn, nó ngừng lại, gật đầu nói. Ở chỗ này mặc dù người qua ải vô số kể, thế nhưng người nghĩ tới lấy trận pháp để phá cục, ngươi là người thứ 9. Đây là phần thưởng của ngươi, vì ngươi có cái gan lớn và tài năng. Người quang ảnh đưa một vật qua, Lăng Hàn tiếp nhận, nhìn qua, thứ này là một con cờ, nhưng rất nhỏ, so với quân cờ bình thường một lớn một nhỏ, trên đó viết một chữ tượng. Ách, lưu làm kỷ niệm hay sao? Khi gặp phải nguy hiểm, không ngại ném ra quân cờ, sẽ có kinh nghỉ xảy ra. Người quang ảnh nói, sau đó đã lóe lên rồi biến mất. Lúc này đám người bên ngoài mới biết, hóa ra cũng không phải là lăng hàn gian lận không phải trận pháp đặc biệt chiếu cố mà là lăng hàn lợi dụng hạn chế thời gian song phương đánh cờ lấy trận pháp để cưỡng ép phá cục như vậy cũng được cao thủ trận đạo a bọn hắn đều nhìn về phía lăng hàn người này dường như càng thêm như bức a người nhìn mà xem lý song nghệ ngẫu nhiên sẽ còn có sai lầm thế nhưng lăng hàn chỉ cần ném ra mấy cây trận cơ đã có thể giải quyết vấn đề rồi so sánh qua hiển nhiên vẫn là lăng hàn đáng tin cậy hơn tiểu ca giúp ta qua ải được không ta có thể cho ngươi ngọc tử ngươi muốn bảo điển thượng cổ cũng được không ít người lập tức gọi lang hàn cười nhạt một tiếng hắn không thiếu ngọc tử mà những người này thì có thể lấy ra bảo điển gì cơ chứ có thể so với pháp tướng của hầu ca công có thể so sánh với thần công vách đá sao ngại quá thời gian đang gấp hắn nghênh ngang rời đi chậm đã khi đi qua lý song nghệ đối phương đột nhiên đưa tay ngăn lăng hàn lại có gì chỉ giáo lăng hàn hỏi dám ngang nhiên làm hỏng mặt mũi ta người đúng là có gan a à. lý song nghệ lạnh lùng nói bên trong ánh mắt có hàn ý nhảy lên chỉ là một cực cốt cảnh nho nhỏ một ngón tay của bản thiếu đã có thể nghiền chết ngươi lang hàn thở dài dường như mình là cực cốt cảnh cũng trở thành điểm kéo cừu hận có cần thiết phải như vậy hay không a à? ta tu luyện chậm mắc mớ gì tới ngươi chứ nói nhảm quá nhiều ngươi muốn gì lang hàn khinh thường nhìn lại về phía hắn ha ha giết loại cặn bã như ngươi cần ta tự mình động thủ sao?" Lý Song Nghệ từ tốn nói, sau đó nhìn về phía sau mình, nói: "Các ngươi đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, hiện tại ai xử lý tiểu tử này, coi như đã trả phần nhân tình này." Lập tức, người người đều trở nên hưng phấn, giết một tiểu nhân vật cực cốt cảnh đương nhiên không uổng phí một chút lực nào. Lại còn có thể xóa bỏ một nhân tình, đương nhiên mỗi người đều muốn giành trước. Trong lúc nhất thời, lại có 5 người đồng thời giết ra. Lập tức ở trong thức hải lăng hàn nhận được lời nhắc nhở, có cần hạ thấp tu vi đối phương hay không? Có cần ngăn cách mấy người này ra hay không? Xuống đến minh văn cảnh, đồng thời, lăng hàn nghênh đón, hắn vừa mới xông lên tư cốt, còn không có thử một chút xem rốt cuộc thực lực mình đã tăng lên bao nhiêu, năm người này coi như là thứ để hắn bồi luyện A. chương 3912, đánh cờ 3. Phanh, 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 lăng hàn toàn lực vận chuyển, chỉ là hắn cũng không có sử dụng yêu hầu quyền, sát khí để xung kích những sát chiêu này. Dù là như thế, hắn vẫn chiếm hết thượng phong, hoàn toàn áp chế 5 người này. Lại tăng lên một tiểu cảnh giới, chiến lực của hắn vẫn chưa thể đạt tới khai khiếu cảnh, thế nhưng ở bên trong minh văn cảnh lại càng thêm vô địch. Ngoá, đây là quái vật gì a? À? Tất cả mọi người nhìn vào đều trợn mắt hốc mồm, chiến đấu cùng một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, 5 người kia đều bị áp chế đến minh văn cảnh. Thế nhưng năm cái minh văn cảnh đấu với một cực cốt cảnh, thế mà lại bị áp chế ngược lại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào cơ chứ. Ra đầu bọn hắn run lên từng đợt, tại sao lại có thể có một tên biến thái như thế chứ? Cho dù là Lý Song Nghệ cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh, mặc dù thiên phú của hắn rất cao. Thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vô địch cùng dai, vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu cũng không có cách nào làm được, huống chi là giống như Lăng Hàn vậy, vượt qua đại cảnh giới mà vẫn còn vô địch. Hết lần này tới lần khác chiến đấu ở nơi này, cảnh giới của cường giả sẽ bị hạ thấp, như vậy người có thiên phú võ đạo càng cao thì càng có thể trổ hết tài năng. Cũng còn may là, kẻ yếu chủ động khiêu khích, cường giả sẽ không bị áp chế tu vi. Nghĩ đến điểm này, Lý Song Nghệ mới thở phào nhẹ nhóm, chỉ ít hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Phanh phanh phanh, năm tên Minh Văn Cảnh cũng không có cách nào ngăn cản được Lăng Hàn, rất nhanh đã bị hắn đánh bại. Mấy người kia cũng chỉ là chó săn, Lăng Hàn cũng không có hạ sát thủ, mà nhìn chằm chằm vào lý song nghệ sát khí lẫm liệt lý song nghệ lại vỗ tay nói nói ngươi là cực cốt cảnh mạnh nhất hẳn cũng không sai chỉ là cảnh giới của ngươi thật sự quá là thấp đợi sau khi ra khỏi bí cảnh trước tiên ta sẽ giết chết ngươi Lăng hàn lắc đầu ta và ngươi vốn không quen biết cũng không có đắc tội với ngươi thế nhưng ngươi lại bởi vì cảm giác ưu việt của chính mình bị đả ký trầm à đã muốn giết ta ha ha thật đúng là hèn hạ Ngại quá, trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể nói người hèn hạ mà thôi. Hèn hạ, Lý Song Nghệ lập tức nổi giận, hai tay của hắn chăm chú nắm chặt, lại nói. Người muốn kích ta xuất thủ sao? Không nên uổng phí tâm cơ, bản thiếu sẽ không mắc lừa. Lăng Hàn lấy thiên văn ngọc ra, cười nói. Yên tâm, ta sẽ không lãng phí thời gian. Một, hai, ba, bốn, năm. Hắn bỗng nhiên phát động công bằng tuyệt đối, sau đó ném thiên văn ngọc ra ngoài, dưới niệm lực thôi thúc, trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc gấp 9 lần âm thanh. Đây là siêu cấp đại sát khí a. Phốc, ngay cả cơ hội phản ứng lý sau nghề cũng không có, trực tiếp bị Thiên Văn Ngọc đập vào ngực, dưới lực lượng khổng lồ xung kích, xé rách, cả người hắn cũng bị mạnh mẽ đánh nổ, hóa thành mưa máu, xương bị đánh vỡ. Nói ngươi hèn hạ ngươi còn không tin, lang Hàn lắc đầu, đi qua lấy lại Thiên Văn Ngọc, đây thật sự là bảo bối, không nhiễm một vệt màu a. Chưa thấy qua người tự tìm cái chết nào như ngươi hắn nhìn lại chỉ thấy tất cả mọi người đều duy trì trạng thái chết lặng mỗi một người đều há to miệng trên mặt viết chữ không thể tưởng tượng nổi một tên cường giả khai khiếu cảnh thế mà lại bị một tảng đá trực tiếp đập chết đây là chuyện đương nhiên so với đồng miêu hoặc là đồng tề thực lực của lý song nghệ còn yếu hơn nhiều nhiều ngay cả hai người kia cũng bị trọng thương ra hỏa này còn không bị một kích đập chết hay sao chứ lang hàn cười một tiếng nghênh ngang rời đi mấy anh em hồ lô đã sớm bị hắn thu vào trong hồ lô Tự nhiên không có gì đáng phải lưu luyến cả. Những người qua ải kia căn bản không dám cùng song hành với hắn, thật là đáng sợ, thật giống như là một sát thần, ma vương vậy. Người này rốt cuộc là ai? Ta biết rồi, hắn gọi là Lăng Hàn, chính là đế đô Song Kiêu Lăng Hàn. Cái gì? Đây chỉ là một thổ dân hay sao? Lúc này, không còn có người nào dám xem nhẹ hắn nữa. Quả thực vậy, đánh nhau cùng cấp, còn có ai là đối thủ của hắn được chứ? Ai? Có loại đối thủ cạnh tranh này? căn bản không có khả năng trở thành sổ long A. Được rồi, ra ngoài đi, thời gian, 0 giờ, 26, dọc theo đường núi gập gành đi lên, rất nhanh đã đi đến đỉnh núi. Nhưng mà, ở trên đỉnh núi còn có một loạt bậc thang, trên đỉnh nấc thang còn có một cái vương tỏa to lớn. Hiển nhiên, đỉnh núi chân chính hẳn là còn có một cái vương tỏa. Ai có thể ngồi lên, người đó chính là đại biểu của ngọn núi này. Lăng Hàn để mấy anh em hồ lô đi ra, mấy đứa trẻ đều không có hứng thú trèo núi, cho nên đang ngồi một bên. Giai đoạn hiện tại của bọn chúng cũng không cần cơ duyên gì, chỉ cần trưởng thành như bình thường là đã có thể trở thành cường giả tiên đồ, dù cho các nàng ăn tiên đan cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Lăng Hàn bắt đầu trèo núi, sau khi đạp một cước về phía trước, ông, phía trước lập tức có ánh sáng xuất hiện, hóa thành một hình người kim quang lóng lánh, sau đó đánh một quyền về phía hắn. Phanh, Lăng Hàn vùng quyền tiếp đón, cũng trực tiếp bị một quyền đánh xuống phía dưới. Lực lượng thật lớn, lang hàn đứng bất động, hình người màu vàng kim trên bậc thang cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Hắn lần nữa leo lên bậc thang, thân ảnh màu vàng kim lần nữa hiển hiện, vẫn đánh một quyền về phía hắn. Lang hàn không có ý định đón đỡ, mà phát động thân thể phóng đi về phía vương tỏa trên đỉnh cao nhất. Chỉ cần ngồi xuống, có lẽ tất cả đã thành, như vậy cần gì phải lãng phí thời gian cơ chứ. Nhưng mà, hắn còn không có sông lên mấy cái bậc thang, liền gặp lại có kim quang bóng người hiển hiện. hiện đối hắn chính là một cái trọng quyền đánh tới. Một quyền này, Lăng Hàn trốn không thoát, phanh, hắn lập tức từ trên bậc thang lăn xuống, cũng còn may, hai hình người màu vàng kim cũng không có truy kích, mà chậm rãi biến mất. Hít, Lăng Hàn nhe răng, chậm rãi bỏ dậy, một quyền này đánh cho hắn rất là đau nhức, xương cốt đều bị gãy. Hiện tại hắn là cực cốt cảnh, hơn nữa lại là bốn lần hoán cốt, có lẽ xương cốt phải cứng cỏi không gì sánh được, thế nhưng lại bị một kích đánh gãy từ đó có thể thấy được lực phá hoại của hình người màu vàng kim đáng sợ đến cỡ nào. chương 3913, Vương Quả, dám đánh cha bọn ta sao? Đại Hoa giận dữ, nói, lên, bảy đứa trẻ nhao nhao xông tới, bóng người kim quang lập tức hiện ra, hơn nữa vừa vặn có bảy người, một trận hỗn chiến lập tức được phát động. Mấy an hem hồ lô hiển lộ thần thông, có lực lớn vô cùng, có người nhắm thẳng vào sơ hở, có người phun lửa, có người phun nước, có người đau thương bất nhập, có người hấp thu tất cả công kích và bắn ngược lại toàn bộ. Không bao lâu sau, bảy đứa trẻ đã có được thắng lợi vòng thứ nhất, tiêu diệt hình người màu vàng kim thứ nhất, nhưng không đợi các nàng tiến thêm mấy bước, lại có thân ảnh màu vàng kim mới xuất hiện, tiếp tục đánh lén các nàng. Mấy đứa trẻ rất là ra sức, thế nhưng cũng chỉ đánh bại được ba đợt hình người màu vàng kim thì đã mạnh mẽ bị đánh xuống từ trên bậc thang. Cũng còn may các nàng đủ cơ linh, cũng không có bị thương gì. Ghê tởm, quá không công bằng, nhị hoa 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 kêu to, nói. Chiến lược của chúng ta bất quá chỉ tương đương với Minh Văn Cảnh đỉnh phong, thế nhưng về sau lại có chiến lược khai khiếu cảnh chạy ra, đánh không lại nha. Hừ hừ, nếu chúng ta lại lớn lên một chút, nhất định có thể thắng ha. Thất Hoa chống nạnh nói, Lăng Hàn cười ha hả, nói, các ngươi đã rất lợi hại rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Hắn một mặt khôi phục, một mặt nhìn trên đỉnh bậc thang, hiển nhiên, địch nhân nổi lên ở nơi này càng lên cao thì càng lợi hại. Có lẽ cũng là theo tu vi mà tăng lên. Nhưng bắt đầu đã rất là mạnh mẽ, về sau càng ngày càng lợi hại, thậm chí cũng đã nhảy lên tới chiến lực khai khiếu cảnh. Lăng Hàn nghĩ ngợi, ban đầu hắn gặp phải một quang ảnh hình người, lực lượng hẳn là Minh Văn tầng 4, quả thực còn hơn hắn. Nếu như hắn không sử dụng bí thuật, cứng đối cứng tự nhiên không địch lại nổi. Mà quang ảnh hình người thứ hai, lực lượng này hẳn là Ngũ Văn. Vấn đề là, vị trí xuất hiện của hình người thứ hai cách bậc thang đỉnh còn có 4 phần 3, nói cách khác kế tiếp sẽ còn có hình người kim quang mạnh hơn xuất hiện và đánh lén. Dùng tu vi trước mắt của hắn, dường như chơi không lại a. À. Thử trước một chút đi, lang Hàn cũng không có chờ xương bị tổn thương khôi phục lại, thương thế kia đứt gân xương 100 ngày, dù hắn có linh dược, như vậy ít nhất cũng phải trải qua 10 ngày mới có thể khỏi hẳn được. Hắn có thể tạm thời dùng bí lực cố định xương gãy, sẽ không quá ảnh hưởng tới chiến lực của bản thân. Lang Hàn leo lên bậc thang, bắt đầu khiêu chiến, ông, bóng người kim quang lại xuất hiện lăng hàn đấm ra một quyền lần này hắn đã vận dụng yêu hầu quyền uy lực tăng vọt phanh, phanh 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 rồi oanh kích liên tiếp bóng người kim quang bị hắn mạnh mẽ đánh nổ bất quá chỉ là cấp bậc minh văn cảnh sao có thể là đối thủ của lăng hàn cơ chứ hắn tiếp tục trèo lên cao chưa đi được mấy bước thì thân ảnh màu vàng kim thứ hai đã hiển hiện ngũ văn, lăng hàn vẫn không sợ trước bị đối phương một quyền đả thương chính là hắn bị đánh một cái đột nhiên mà thôi hắn cũng đánh ra một quyền đáp lễ dưới yêu hầu quyền duy trì, chiến lực của hắn đã trở nên viễn siêu ngũ văn. Không có mấy quyền, đạo thân ảnh hình người màu vàng kim thứ hai cũng đã bị đánh nát. Kế tiếp, lúc đi được một nửa bậc thang thì đạo thân ảnh màu vàng kim thứ ba xuất hiện, mà lần này, chiến lực hình người màu vàng kim đã mạnh hơn, nhưng vẫn không có đạt tới tình trạng khai khiếu cảnh. Lục Văn sao? Chiến ý của Lăng Hàn bùng cháy, trước tiên du đấu một phen, sau đó triển khai tần suất công kích, cứng đối cứng với thân ảnh hình người này. Loại phương thức trực tiếp đối kháng này rất dễ phân ra thắng bại, quả nhiên, chỉ qua mấy trăm quyền, Lăng Hàn đã lần nữa lấy được thắng lợi. Từ khoảng cách để phán đoán, có lẽ sẽ còn có hai hình người màu vàng kim đến đánh lén hắn nữa. Lăng Hàn lại đi mấy bước, quả nhiên, đạo hình người màu vàng kim thứ tư đã xuất hiện. Đạo hình người màu vàng kim này không tiếp tục dùng quyền, mà vung quyền một cây trường mâu màu vàng kim đâm tới chỗ Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy ra chiến trùy, chi, trong nháy mắt đã được kích hoạt, nghênh đón trường mâu phanh trong một kích điện Quang và kim Quang chấp loạn Lăng Hàn chỉ cảm thấy cổ tay mình đau đớn kịch liệt chiến trùy xém chút đã tuột tay hắn liên tiếp lui về phía sau trực tiếp từ trên bậc thang lùi đến dưới đáy hắn nghe răng giờ một cánh tay lên cổ tay đã vỡ ra đang chảy ra máu tươi Quang ảnh hình người có chiến lực khai khiếu cảnh Lăng Hàn rất mạnh rất hiêu nghiệt nhưng cũng không thể có thực lực vượt qua hai đại cảnh giới để chiến đấu công bằng tuyệt đối tốt đi thử một chút Lăng Hàn thầm nghĩ nếu như là đánh nhau cùng cấp, hắn muốn xử lý hai đối thủ hoàn toàn không cần 10 phút đồng hồ. Siêu, hắn lần nữa xung kích, đương nhiên ba đạo quang lúc trước rất nhanh đã bị hắn dọn dẹp, lúc đạo quang ảnh hình người thứ tư xuất hiện, hắn lập tức phát động công bằng tuyệt đối. Nhưng mà, một mâu của quang ảnh hình người đã đâm xuống, vẫn mạnh mẽ không gì sánh được, uy lực căn bản không có bị cắt giảm mảy may. may. Phanh, lang Hàn lại bị đánh rớt xuống, vết thương ở cổ tay lập tức bị phá vỡ, máu tươi không ngừng chảy ra. Dựa vào, quang ảnh hình người này vẫn có chiến lực khai khiếu cảnh, căn bản không có bị áp chế, công bằng tuyệt đối vô hiệu đối với quang ảnh hình người này sao? cũng đúng a, à, hiển nhiên ở trận pháp nơi này càng thêm cao cấp, muốn khiến cho tuyệt đối công bằng mất đi hiệu lực quá là dễ dàng. nghĩ thì nghĩ thông, vấn đề là nên giải quyết như thế nào? ai, hắn mới là tứ cốt, muốn địch lại khai khiếu cảnh, chỉ sợ dù là lục cốt cũng không được. hoặc là đột phá minh văn, hoặc là tiến thêm một bước, đánh vỡ cực hạn, mà phải đạt tới thất cốt. Nếu không, căn bản không có khả năng địch lại nổi khai khiếu cảnh Hơn nữa, đây mới là quang ảnh hình người thứ tư Hẳn là còn có đạo thứ năm, thực lực càng mạnh hơn trước Đã đi tới nơi này, đương nhiên Lăng Hàn không có khả năng từ bỏ Vậy thì tốt, hắn tu luyện ở ngay chỗ này, sung kích thất cốt Hắn bắt đầu tu luyện, mấy ngày sau, hắn nghe được tiếng bước chân Đã có người thứ hai đến nơi này Thời gian 0 giờ 19, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy đó là một đạo thân ảnh thanh tú động người. Tân như Nguyệt, nàng là đã phá bí mật của bức họa, hay là phải bất đắc dĩ từ bỏ nó? Lăng Hàn cảm thấy khả năng sau càng lớn hơn, bởi vì muốn phá bí mật của bức họa cần dùng đến nhãn thuật, mà khả năng Tân như Nguyệt có được nhãn thuật cơ hồ là không. chương 3914, đánh cực bảo thuật. Tự nhiên Tân như Nguyệt cũng nhìn thấy Lăng Hàn, nàng gật gật đầu với đối phương, ra vẻ rất là thân mật. Trên thực tế, nàng rất muốn bắt lấy Lăng Hàn, bước đối phương giao ra bí mật bức họa bởi vì quả thực thời gian của nàng đang rất gấp không có phá giải bí mật trong đó mà đã rời đi thế nhưng ở nơi này người cảnh giới cao khiêu chiến với cảnh giới thấp sẽ bị làm suy yếu tu vi mà năng lực chiến đấu cùng giai của lăng hàn nàng đã tận mắt nhìn thấy nàng vạn vạn lần không phải là đối thủ cho nên ở chỗ này nàng không thể nào chất vấn lăng hàn nhưng vấn đề là nếu như sau khi rời khỏi nơi này nàng lại có được bí mật bức họa như vậy vô cùng có khả năng sẽ bị thế lực lớn sau lưng thí luyện này xử lý bởi vì có cân nhắc như vậy cho nên nhất định nàng phải giữ gìn mối quan hệ cùng lăng hàn tốt đến mức đối phương cam tâm tình nguyện nói bí mật của bức họa với mình có thể dùng bảo vật để trao đổi cũng có thể dùng công pháp thậm chí nàng không tiếc bán một chút nhan sắc lăng hàn cũng gật gật đầu nói tân cô nương lăng huynh quả nhiên lợi hại lại là người thứ nhất đến nơi này tân như nguyệt nói ánh mắt đảo qua bảy anh em hồ lô vẻ mặt có chút hiếu kỳ từ trước tới nay nàng chưa từng thấy qua ai tiến vào di tích cổ mạo hiểm mà còn mang theo mấy đứa trẻ lang hàn cười một tiếng hắn còn đang khôi phục thương thế không có bao nhiêu hứng thú giao lưu cùng người ta bí lực lưu truyền một thoáng xương bị tổn thương khôi phục mau hơn một chút lúc nào cũng không ngừng ôn dưỡng hắn có thể khiến cho thời gian khôi phục rút ngắn đến trong vòng năm ngày lang huynh không bằng chúng ta tỉ thí một chút ai có thể đăng đỉnh a à? tân như nguyệt nói đôi mắt đẹp sáng rực lên ngoại trừ thủ đoạn mà trước đó nàng đã cân nhắc qua thì còn có thể đánh cược cùng với lăng hàn người trẻ tuổi nha nhất định sẽ có ngạo khí ngất trời lăng hàn mỉm cười đánh cược gì vậy chỗ của ta có một bản công pháp tên là tam dương bổ thiên công sau khi bị thương vận chuyển công pháp này sẽ có công hiệu lớn lao tân như nguyệt nói nghe nói sau khi luyện đến cực hạn còn có thể giúp chi bị gãy phục sinh chỉ cần chỗ yếu hại không bị phá hỏng thì đều có thể khôi phục lại Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi sáng lên, mặc dù hắn có thể cải tạo bất diệt thiên kinh, thế nhưng lại bị giới hạn bởi cảnh giới của hắn, tính hạn chế quá lớn. Võ giả khó tránh khỏi sẽ bị thụ thương, có môn công pháp này, như vậy sẽ tương đương có thêm một loại bảo hộ, thậm chí là có thêm một cái mạng. Tân cô nương coi trọng thứ gì của ta vậy? Lăng Hàn vừa cười vừa nói, đối phương lấy ra một phần công pháp như thế, hoàn toàn đã làm cho hắn nổi hứng thú, cho nên nhất định phải có mưu đồ. Tân như Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói. Như Nguyệt muốn công pháp mà Lăng huynh lấy được ở bên trong bức họa. Lăng Hàn kinh ngạc, không phải đã nói, thứ này không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị người ta truy sát hay sao. Tân Như Nguyệt gật gật đầu, quả thực như thế, chỉ là, nếu truyền thụ ở chỗ này, Như Nguyệt lại có thể nói là chính mình lĩnh ngộ được a. À. Lăng Hàn nhìn cổ tay mình một chút, sau khi hắn ngộ ra môn công pháp này, phía trên này đã có thêm một cái ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất, vốn hắn cho rằng sẽ không xuất hiện thế nhưng khi hắn vận chuyển môn công pháp kia nó lại hiện ra. Có lẽ đây không phải quan hệ từ bản thân công pháp, mà là bởi vì hắn học được ở chỗ này, cho nên mới có dấu ấn như vậy, về sau có thể dẫn tới tác dụng chứng minh. Nếu không, thế lực kia sao có thể phán đoán hắn học được ở chỗ này hay là được người khác truyền thụ cho cơ chứ? Trong lòng Lăng Hàn suy nghĩ như tia chấp, dùng cảnh giới của hắn đương nhiên không có khả năng cưỡng ép cướp đoạt công pháp từ trong tay của đối phương, ở chỗ này tuyệt đối công bằng không thể đưa đến hiệu quả vốn có lại nói đối phương cũng không có chọc tới hắn chỉ vì trong tay đối phương có vật mình muốn mà hắn lại đi xuất thủ cưỡng đoạt như vậy hắn có gì khác nhau so với những thiếu gia ăn chơi kia cơ chứ hắn trở nên cường đại là vì không muốn mình chịu ức hiếp mà không phải dùng để lấy mạnh hiếp yếu tốt đặt cược lăng hàn gật gật đầu tân như nguyệt nở nụ cười nàng dám đánh cược cùng lăng hàn tự nhiên không có khả năng không có nắm chắc a à. nàng bắt đầu lên đài lập tức quang ảnh hình người xuất hiện nàng là khai khiếu cảnh bởi vậy tự nhiên quang ảnh hình người không thể nào là minh văn cảnh được dù là đây chỉ là đối thủ thứ nhất mà thôi bọn họ kịch chiến luận lực lượng hẳn là quang ảnh hình người mạnh hơn nhưng tân như nguyệt lại tránh đi chính diện từ đầu đến cuối không chọi cứng cùng đối phương lại thêm hai cái trường tiên trong tay bay múa rất nhanh đã chiếm thế thượng phong cũng đánh bại đối thủ tay tân như nguyệt cầm song tiên tiếp tục tiến lên sau khi đi vài bước quang ảnh hình người thứ hai xuất hiện Thực lực của nó rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có nhảy ra khỏi được khai khiếu cảnh, bởi vậy, Tân Như Nguyệt một đường bộc phát vẫn có thể nhẹ nhõm đem giải quyết. Nàng lần nữa đi về phía trước, lúc Quang Ảnh hình người thứ ba xuất hiện, Song Phương đã đánh thành ngang tay. Thực lực của Quang Ảnh hình người này vẫn không có đột phá tầm bí cảnh, nhưng chiến lực lại tương tự Lục Cốt, mạnh mẽ không gì sánh được, đánh mãi không xong, bí lực của Tân Như Nguyệt hao hết, không thể không lui ra ngoài. Sắc mặt của Tân Như Nguyệt có chút khó coi trước khi nàng đến đã chuẩn bị một lượng lớn công khóa tự cho là mình đã hiểu rõ ràng chuẩn bị rất là đầy đủ cũng đã đến một quan cuối cùng thế nhưng nàng toàn lực ứng phó thế mà chỉ có thể đi qua được một nửa bậc thang quả thực nàng còn có thủ đoạn chiến thắng đối thủ thứ ba này không khó vấn đề là kế tiếp hẳn còn có hai tên đối thủ khác nữa khi đó nàng sẽ chiến thắng thế nào đây hiện tại nàng không còn lo lắng tới chuyện đổ ước lăng hàn càng không có khả năng chiến thắng chỉ là nàng không thể đăng đỉnh thì cũng không thể trở thành người hậu tuyển sổ long, cũng không có cách nào thu hoạch được công pháp từ lăng hàn. Chuyện này tự nhiên khiến cho nàng không cao hứng được nổi. Chỉ có thể chờ đợi, nàng hiểu rõ quy tắc của nơi này, quang ảnh hình người trên bậc thang này lúc đầu xuất hiện, thực lực rất mạnh, nhưng nếu như chậm chạp không có người nào có thể đăng đỉnh, như vậy thực lực của quang ảnh hình người sẽ tự động chậm rãi suy yếu, mãi đến khi có người có thể đăng đỉnh. Trường 3915, Thiên Hận Thể 1 Cho nên, hiện tại nàng chỉ có chờ chờ nàng đánh thắng được đối thủ thứ tư khi đó lại phát động thủ đoạn cấm kỵ đánh bại đối thủ thứ năm một lần hành động thông qua lang hàn cảm thấy kỳ quái vì sao mà đối thủ của hắn vừa lên đã vượt qua mình một đại cảnh giới thế nhưng đối thủ của tân như nguyệt lại yếu như vậy chứ chẳng lẽ là tu vi của hắn quá yếu ai bởi vì quan hệ cảnh giới thấp cho nên hắn đã phải nếm bao nhiêu thiệt thòi chứ cho nên an tâm tu luyện mau chóng đạt tới thất cốt nếu như có khả năng sau đó bước vào minh văn cảnh A. Trước tiên lăng hàn chữa trị thương thế, đợi ngày thứ hai, lúc mặt trời mới lên hắn đã bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua, rốt cục lại có người chạy tới nơi này, nhưng người này càng không chịu nổi hơn, ngay cả quang ảnh hình người thứ nhất cũng không có đánh qua được, muốn đi lại không cam lòng, cho nên cũng ở một bên chờ. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, các người chờ như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng lẽ cứ chờ đợi, thực lực của mình sẽ mạnh lên, hay là thực lực của đối thủ sẽ yếu đi hay sao? Rất nhanh, hắn đã kinh ngạc phát hiện ra, quả thực thực lực của quang ảnh hình người sẽ suy yếu. Vào ngày thứ ba, Tân Như Nguyệt đã đánh bại quang ảnh hình người thứ ba, mặc dù là quang ảnh hình người thứ tư cũng chỉ giao thủ một chiêu đã bại. Đó đã là chiến lược tầm bí cảnh, căn bản không phải là nàng có thể địch nổi. a à, còn có chuyện như vậy, cũng còn may là biên độ suy yếu thực lực của quang ảnh hình người rất nhỏ, nói cách khác, nếu như để cho Tân Như Nguyệt có thể bình yên thông qua, như vậy còn cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Lăng Hàn cũng đi tới giao chiến một chút, quả nhiên, đối thủ của hắn cũng suy yếu một chút, biên độ cũng không lớn. Tiếp tục tu luyện, năm ngày trôi qua, quả nhiên, tổn thương của xương ở tay của hắn đã khép lại toàn bộ, mà tu vi của hắn cũng kém không nhiều đã đạt đến tứ cốt đỉnh phong, nhiều lắm chỉ cần một hai ngày là hắn đã có thể xung kích ngu cốt. Hắn có chút gấp gáp, bởi vì thực lực của quang ảnh hình người càng ngày càng yếu, mặc dù mỗi ngày chỉ yếu đi một chút xíu như vậy, thế nhưng mà ai biết còn có mấy ngày nữa sẽ bị tân như nguyệt đột phá cơ chứ nữ nhân này rất có tự tin cũng làm cho lăng hàn tin tưởng trên người đối phương có mang theo bí bảo rất khả năng sẽ được vận dụng sau khi đánh bại quang ảnh hình người thứ tư một lần hành động xông lên vương tỏa cho nên quang ảnh hình người thứ tư này chính là dây an toàn một khi nó bị đánh bại có lẽ đoán trừng tân như nguyệt sẽ có thể tiến lên thế như trẻ tre thời gian không còn nhiều a à, người tới càng ngày càng nhiều nhưng người có thể sánh ngang cùng Tân Như Nguyệt ngay cả một người cũng không có, nếu như bọn hắn muốn thông qua, như vậy không biết phải chờ trận pháp làm suy yếu thực lực của quang ảnh hình người đi gấp bao nhiêu lần. Lại hai ngày qua đi, Lăng Hàn lặng lẽ lui về trong rừng rậm, tìm một chỗ vô cùng yên tĩnh, bắt đầu xung kích ngũ cốt. Với hắn mà nói, nếu như có sinh mệnh bảo quả, đương nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Vì để cho an toàn, hắn còn bày ra trận pháp tuyệt đối công bằng cỡ lớn, bảy anh em hồ lô phụ trách thủ hộ, như vậy cho dù là cao thủ cấp bậc như tân như nguyệt thiên tài tới đây cũng không có khả năng xông qua được cửa của mấy đứa trẻ này phanh 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 gông cùm xiềng xích trong thân thể của hắn liên tiếp bị phá vỡ mà từng tầng từng tầng xương bị chóc ra khiến cho hắn nhe răng khiến cho hắn phát ra tiếng hừ quả thực là chuyện quá khó tiếp nhận a à. ba giờ sau Lăng hàn đã hoàn thành tấn cấp cấp độ sinh mệnh hắn không khỏi suy tư mình so với người bình thường khi đột phá gông cùm xiềng xích được mở ra còn nhiều hơn rất nhiều Thế nhưng dù là như thế, dường như cơ thể còn không ít gông cùng xiềng xích, rốt cuộc ông trời cho những phàm thể như bọn hắn bao nhiêu trói buộc đây chứ. Phụ thân, tiên thiên thần thể vì sao lại cường đại? Dường như nhị hoa có thể hiểu trong lòng lăng hàn nghĩ gì, nó nói. Kỳ thật, mặc dù tiên thiên thần thể ở tiên đồ áp chế rất lớn đối với phàm thai, thế nhưng sau khi đi lên trên tiên đồ, áp chế này lại trở nên lớn hơn. Vì sao chứ? Chính là bởi vì tiên thiên thần thể trong thân thể không có lấy một đạo trói buộc nào của thiên địa, mà phàm thai vô luận đánh vỡ gông cùng xiềng xích như thế nào thì cũng không thể làm được đến mức hoàn mỹ vô tận. Cho nên, một khi bước vào tiên đồ, những gông cùng xiềng xích này sẽ trói buộc phàm thai, khiến cho nó giống như tiên thiên thần thể, tranh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Lăng Hàn gật gật đầu, hỏi, vậy trong cơ thể người có tất cả bao nhiêu gông cùng xiềng xích? Tùy từng người mà khác nhau, đại hoa cướp lời nói, dù không phải là tiên thiên thần thể, còn có ảnh hưởng từ huyết mạch, huyết mạch càng cường đại thì gông cùng xiềng xích trong cơ thể thì càng ít, xé mở một đạo là có thể tương đương với 10 đạo của người khác. Đúng vậy, tứ oa gật đầu, ngũ oa nói tiếp, chỉ là, thật ra con còn nghe nói qua có một loại thần thể, gọi là thiên hận thể, từ lúc sinh ra chẳng những có gông cùng xiềng xích, hơn nữa gông cùng xiềng xích còn nhiều đến kinh người, dường như đánh vỡ như thế nào cũng không hết, như là bị ông trời ghi hận vậy. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói qua, Lục Hoa vỗ tay nói, chỉ có thể nghe được tiếng vỗ tay mà lại không nhìn thấy dáng vẻ vỗ tay của nó. Kỳ thật thiên hận thể còn là gọi hỗn độn thể, truyền thừa từ viễn cổ, số lượng ít đến thương cảm, chỉ là nếu như hỗn độn thể có thể phá vỡ tất cả gông cùng xiềng xích trong cơ thể thì đây chính là tiên thiên thần thể rất đỉnh tiêm. Lăng Hàn sờ sờ đầu, liệu mình có phải là thiên hận thể hay không? Hắn xuất thế từ bên trong thần thạch, dù thế nào thì hắn cũng không phải phàm thể A. Lăng Hàn củng cố cảnh giới vững chắc một chút, cũng lười đi lên mà ở ngay trong rừng cây để thử nghiệm thực lực của mình. Mỗi một phương diện cũng có tăng lên rất nhiều, nhưng nếu nói muốn đánh bại Khai Khiếu Cảnh, vẫn còn kém một chút. Xem ra, chỉ có bước vào thất cốt mới có thể đả kích được Khai Khiếu Cảnh, bằng không thì dù là lục cốt cũng quá sức. Tốc độ tu luyện của hắn dưới công pháp ở vách đá phụ trợ đã rất nhanh rồi. Thế nhưng Lăng Hàn vẫn ngại chậm, bởi vì thực lực của quang ảnh hình người suy yếu cũng không chờ hắn, càng ngày càng yếu ai biết có một ngày nào đó sẽ bị Tân Như Nguyệt vượt lên trước. chương 3916, Thiên Hận Thể 2 Lại qua mấy ngày, Lăng Hàn đột nhiên nhìn thấy bên trên ngọn núi xa xa có kim quang chấp động, sau đó đã thấy một cái vương tỏa to lớn bắn lên trên không trung. Phía trên có một người ngồi, nhị hoa phát động nhãn thuật nhìn thoáng qua rồi nói. Lăng Hàn gật gật đầu, xem ra đã có người ứng cử sổ long thứ nhất trổ hết tài năng. Lại hai ngày qua đi, người ứng cử sổ long thứ hai đã xuất hiện sau ba ngày nữa, từ bên trên ngọn núi thứ ba cũng có vương tọa bay lên. Lăng Hàn cũng đã đạt tới ngũ cốt đỉnh phong, có được tư cách xung kích lục cốt. Với hắn mà nói, cực hạn tương đương với tứ cốt phổ thông đi xung kích ngũ cốt sẽ có một chút phiền toái, thế nhưng cũng chưa thể nói là phiền toái lớn được. Sau khi bỏ ra thời gian một ngày để tích lũy, hắn mới xông lên lục cốt. Đánh vỡ cực hạn, chiến lực của hắn tăng vụt, loại đột phá này mang tới tăng trưởng rất là lớn lăng hàn tự cảm thấy thực lực hiện tại của hắn đã đủ để đánh một trận cùng khai khiếu cảnh sơ kỳ khai khiếu cảnh là một quá trình ăn khớp cho nên không phân mấy tầng chỉ dùng sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ và viên mãn để phân chia sau khi hắn củng cố cảnh giới vững chắc mới đi tới được đỉnh núi lúc này tân như nguyệt đang kịch chiến cùng quang ảnh hình người thứ tư sau khi chiến đến trăm chiêu nàng không địch lại cho nên lại lui ra tình thế rất không ổn à trước đó ngay cả một chiêu nàng ta cũng không gánh được bây giờ lại có thể kịch chiến được trăm chiêu. Như vậy nói không chừng mấy ngày nữa đã có thể bất phân thắng bại, sau đó chiến thắng. Đến lúc đó nàng lại bắt đầu dùng vũ khí bí mật, nghiền ép quang ảnh hình người thứ năm cũng không khó lắm. Lăng huynh, tân như nguyệt cũng không có bị thương gì, nàng cười cười với lăng hàn, tràn ngập tự tin, nói. Xem ra như nguyệt sắp thắng lần đổ ước này rồi, nếu như thật sự tân cô nương thắng, nhất định ta sẽ dâng lên công pháp. Lăng hàn từ tốn nói. Lăng Huynh thật sự là người đáng tin. Tân Như Nguyệt nói một câu, dương nhiên Lăng Hàn sẽ không để chuyện này ở trong lòng, hiện tại thắng bại chưa phân, người cao hứng vẫn còn quá sớm. Hắn bắt đầu trèo lên, đạo quang ảnh hình người thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp xuất hiện, đều bị Lăng Hàn nhẹ nhõm đánh bại. Hiện tại tu vi của hắn tiến nhanh, thực lực của quang ảnh hình người lại bị suy yếu đi rất nhiều, đương nhiên sẽ không chịu nổi một kích. Quang ảnh hình người thứ tư xuất hiện, Lăng Hàn ngưng quyền đánh tới, Quang ảnh hình người lập tức dùng trường mâu tấn công. Phanh, quyền, mâu va chạm, Lang Hàn chỉ cảm thấy nắm tay mình đau đớn, thế nhưng dưới chân lại không có lui về phía sau nửa điểm. Từ lần này có thể thấy được, về mặt chiến lược quang ảnh hình người thứ tư đã bị hắn siêu việt. Lang Hàn phỏng đo na, thực lực của quang ảnh hình người này đã rất xuống tới khai khiếu cảnh, nhưng cũng mạnh hơn so với Minh Văn Lục tầng. Hắn hử nhẹ một tiếng, hai tay liên tục vung vẩy, cuồng bạo không gì sánh được chỉ chừng trăm chiêu hắn đã đánh nát quang ảnh hình người này. vốn hắn đã có chiến lược có thể chiến thắng tất cả minh văn, huống chi hiện tại đã bước vào lục cốt. nhìn thấy lăng hàn chiến thắng, gương mặt xinh đẹp của tân như nguyệt không khỏi biến sắc. tân như nguyệt suy bụng ta ra bụng người, trong tay của nàng có nắm một loại thủ đoạn cấm kỵ, có thể khiến cho chiến lực của nàng bạo phát rất lớn. bởi vậy nàng tự tin chỉ cần chiến thắng quang ảnh hình người thứ tư là nàng có thể một hơi chiến thắng chướng ngại vật thứ năm. nàng đã có thủ đoạn như vậy vì sao Lăng Hàn sẽ không có cơ chứ? Cho nên, nàng rất là khẩn trương, chỉ là nàng cũng không thể làm gì được. Chỉ cần đứng lên trên bậc thang này thì người bên ngoài sẽ không có cách nào quấy nhiễu được, chuyện này đã sớm có người thử qua. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên, khi hắn đi tới trước phương tọa, chỉ thấy quang ảnh hình người thứ năm xuất hiện, ngăn ở trước người hắn, quang ảnh ngưng thực, sắp hóa thành thực chất. Quang ảnh hình người này vừa xuất hiện đã lập tức dùng một quyền đánh tới chỗ Lăng Hàn. Một quyền này, nhanh đến mức kinh người. Đúng vậy, tuyệt đối là khai khiếu cảnh. Lăng Hàn vung quyền đáp lễ, lại liên tục lui lại. Hắn nhướng mày, vốn hắn cho rằng mình đã có thể chống lại khai khiếu cảnh, chỉ ít sơ kỳ sẽ không khó. Thế nhưng chỉ khi đối mặt hắn mới biết được lục cốt vẫn không thể san bằng được tranh lệch hai cảnh giới lớn. Chỉ là, lục cốt trung quy vẫn là lục cốt, phá vỡ cực hạn, khiến cho chiến lực của hắn tăng lên. Thế nhưng dù thế nào cũng không tới mức không chịu nổi một kích. Lăng Hàn phát động các loại thủ đoạn, kịch đấu với quang ảnh hình người, nhưng bất kể là hắn sử dụng huyết khí sôi trào, hay là yêu hầu quyền cộng thêm tần suất công kích, thậm chí còn mở ra nhãn thuật để điều tra nhược điểm của quang ảnh hình người. Ngay cả thiên văn ngọc cũng được dùng tới, thế nhưng vẫn không chiếm được thượng phong. Đợi bộc phát kết thúc, hắn không thể không lui ra ngoài được. Hắn nhìn về phía đỉnh CC bậc thang, thầm nghĩ không cần bước vào thất cốt, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, đợi thực lực của quang ảnh hình người lại suy yếu đi mấy phần, khi đó hắn có thể chiến thắng. Quan trọng là, Hắn nhìn về phía Tân Như Nguyệt, không nghĩ tới Tân Như Nguyệt cũng đang nhìn về phía hắn. Mặc dù người ở nơi này rất nhiều, nhưng chỉ có hai người bọn họ mới là người cạnh tranh duy nhất, chỉ xem ai trong bọn hắn có thể bước lên đỉnh đầu tiên. Từ bề ngoài nhìn vào, đương nhiên Lang Hàn chiếm hết thượng phong, đã đánh tới cửa thứ năm. Thế nhưng Tân Như Nguyệt có thủ đoạn cấm kỵ, chỉ cần chiến thắng quang ảnh hình người thứ tư thì nàng có nắm chắc một kích đánh bại đối thủ thứ năm. Cho nên kỳ thật hai người đều đứng ở trên bậc thang cuối cùng. Thực lực của Quang Ảnh Hình người rất xuống, đành phải nhìn xem ai phá vỡ cực hạn trước. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tự nhiên, hắn cũng không phải là người thua không trả tiền, hơn nữa, hắn cảm thấy phần thắng của mình càng lớn hơn. Bởi vì thực lực của Tân Như Nguyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bao nhiêu, mà hắn lại có thể. Hai ngày qua đi, từng ngọn núi có vương tọa liên tiếp bay lên, rất nhanh đã có tám ngọn núi tề tụ, chỉ còn lại có ngọn núi của bọn hắn là chưa có xuất hiện người hầu tuyển sổ long. Lăng Hàn Tân Như Nguyệt cũng liên tiếp khiêu chiến, khoảng cách với thắng lợi đã càng ngày càng gần, ai là có thể cười đến cuối cùng thật sự là khó mà nói được. Chương 3917, vượt lên trước một bước. Những người khác đã không còn hy vọng, bọn hắn cũng không có rời đi mà tiếp tục quan chiến, muốn biết giữa Lăng Hàn và Tân Như Nguyệt, rốt cuộc ai mới có thể là người cười đến cuối cùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, Lăng Hàn sắp đạt đạt tới lục cốt đỉnh phong, mà một ngày nọ, sau khi tu luyện buổi sáng kết thúc, hắn đã hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng đối thủ. Hắn xông lên bậc thang phát động chiến đấu, không nghĩ tới Tân Như Nguyệt cũng vọt lên, vẻ mặt kiên quyết, nhất định phải chiến thắng. Phanh, 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 vì tiết kiệm thời gian, vừa bắt đầu bọn hắn đã vận dụng đại chiêu, Lăng Hàn dùng tới chiến trùy, mà Tân Như Nguyệt thì song tiên cùng múa, từng ký hiệu sáng lên, hai cái roi giống như quang ảnh, một roi đánh xuống, cường giả hôi phi yên diệt. Chỉ là, vẫn là Lăng Hàn xử lý nhanh hơn hắn đã xử lý xong quang ảnh hình người thứ nhất nhưng tân như nguyệt cũng chỉ rớt lại phía sau một chút cơ hồ chỉ là tranh lệch một hai giây nàng cũng đã xử lý xong đối thủ thứ nhất của mình ông đối thủ thứ hai xuất hiện chiến 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 đối thủ này vẫn dễ như trở bàn tay vẫn là lăng hàn nhanh hơn ưu thế trước đó khiến cho hắn nhanh hơn nàng chừng bốn giây sau đó là đối thủ thứ ba tranh lệch lần này càng rõ ràng rất nhanh lăng hàn đã chiến thắng mà tân như nguyệt vẫn còn đang kịch chiến Thậm chí, khi Lăng Hàn xử lý đối thủ thứ tư thì Tân Như Nguyệt mới khó khăn lắm đánh bại được đối thủ thứ ba. Lăng Hàn nghênh đón quang ảnh hình người thứ năm, mà Tân Như Nguyệt lại đang phát động kịch chiến cùng quang ảnh hình người thứ tư. Lần này cả hai đều phải quần đấu với đối thủ nhiều hơn. Dù Lăng Hàn đã có nắm chắc 10 phần thủ thắng, thế nhưng thắng và dùng bao nhiêu chiêu mới thắng lại là hai chuyện khác nhau. Quan trọng nhất là, quang ảnh hình người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiêu sát khí xung kích, nếu không Lăng Hàn muốn chiến thắng sẽ không khó khăn như thế nữa. Chừng nửa canh giờ sau, Lăng Hàn đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, muốn thủ thắng cũng chỉ còn mấy chiêu nữa mà thôi. Lúc này, Tân Như Nguyệt cũng sắp thủ thắng. Phanh, Lăng Hàn đánh bay đối thủ của mình, một bên khác, Tân Như Nguyệt cũng dùng song tiên tiêu diệt quang ảnh hình người thứ tư. Nàng không chút do dự sông về phía trước, hàm răng ngà khẽ cắn, một viên đan dược đã sớm đặt ở bên trong miệng lập tức vỡ vụn, hiệu quả nhanh chóng xuất hiện. Toàn thân của nàng toát ra huyết quang, lập tức khiến cho thực lực của nàng chỉ ít tăng lên gấp 3, không, thậm chí là gấp 5 lần. Đây chính là thủ đoạn cấm kỵ của nàng, có thể bộc phát ra thực lực gấp 5 lần, nhưng cũng giới hạn trong một kích, một kích này qua đi, chẳng những chiến lực của nàng sẽ ngã xuống, thậm chí chỉ bằng một phần 10 dưới trạng thái bình thường. Phanh, quả nhiên, quang ảnh hình người thứ 5 căn bản không phải là đối thủ của nàng, bị một tiên của nàng đánh bay, nhưng chiến lực của nàng cũng rơi thẳng xuống. Siêu siêu, hai người đều vào tới chỗ vương tọa, đôi mắt đẹp của tân như nguyệt trở nên lạnh lẽo nàng đang ở phía sau lăng hàn nếu như không có hành động gì khác như vậy người chiến thắng của ngọn núi này sẽ là lăng hàn không được nàng không chút do so dự hất hai tay lên hai cái trường tiên đánh về phía lăng hàn dựa vào không chịu thua nổi sao lăng hàn hừ lạnh một tiếng đánh ra một quyền đáp lễ nắm tay nện vào trên trường tiên lập tức tạo nên gợn sóng lực lượng mạnh mẽ không khí hoàn toàn bị xé rách ánh sáng cũng vặn vẹo chỉ thấy tân như nguyệt liên tục lui lại, trực tiếp lui xuống khỏi bậc thang, mà mặc dù thân hình của lăng hàn lắc lư, thế nhưng lại ngã ngồi xuống dưới vương tỏa, đặt mông ngồi vững vàng lên trên vương tỏa. Tân như nguyệt tính sai, sau khi vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, chiến lực của nàng rớt xuống chỉ còn một phần mười, không có cách nào áp chế được lăng hàn. Nếu không, nàng tự tin có thể quất bay lăng hàn ra ngoài. Lăng hàn ngồi xuống, vương tọa lập tức phát sáng, phóng ra khí thức vô cùng cường đại, chậm rãi bay lên trời tân như nguyệt đặt mông ngồi dưới đất vô cùng chật vật nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận được kết quả như vậy bất kể là người hậu tuyển sổ long hay là công pháp ẩn ở bên trong bức họa bằng đá đều đã rời xa nàng nàng oán hận nắm chặt song tiên nếu như ánh mắt có thể giết người thì tuyệt đối lang hàn đã chết rất nhiều lần rồi lang hàn nhìn về phía nữ nhân này trong lòng hừ lạnh một tiếng kỳ thực tân như nguyệt này cũng không khác gì đồng tề đồng miêu chỉ là nàng ẩn mình rất khá mà thôi rất nhanh hắn đã thu hồi ánh mắt chỉ cần hắn bước vào thất cốt, như vậy coi như không có cách nào chiến thắng được nữ nhân này, muốn tự vệ cũng không có vấn đề gì nữa. Lần sau gặp mặt hắn sẽ yêu cầu tam dương bổ thiên công của nàng, không có người nào có thể nợ đồ của hắn mà không trả. Tuyệt đối không được, vương tọa bay lên trên không, siêu, giữa nguyên hồ lô bên hông của Lăng Hàn đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí làm cho rơi xuống, rơi xuống đỉnh núi. Lăng Hàn muốn đi kiếm, nhưng thân thể lại bị lực lượng cường đại trói buộc ở trên vương tọa, cho nên đành phải kêu lên. Đại Hoa, cầm hồ lô cẩn thận, xuống núi trước đi. Vâng, thanh âm của Đại Hoa như trẻ đang bú sữa vang vọng, lại chạy tới tiếp lấy hồ lô. Lăng Hàn cũng yên tâm lại, nếu muốn đi cướp hồ lô, như vậy trong đánh nhau cùng cấp, Đại Hoa cũng sẽ không thua bởi bất luận kẻ nào. Chín ngọn núi đồng thời phát ra ánh sáng hừng hực, giống như khai thiên tích địa, quang hoa vô hạn. Trên bầu trời, một tòa cung điện hiển hiện, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, tản ra đại khí vô tận. Siêu siêu siêu, tám cái vương tọa trước đó cũng bay đi về phía cung điện trên bầu trời. Chín vương tọa tụ tập, sau đó đáp xuống quảng trường cực lớn ở trước cung điện, quảng trường do những tảng đá như bạch ngọc trải thành, có thể nói là gần như có thể soi gương. lang Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình buông lỏng, trước đó sau khi leo lên vương tọa, vương tọa lập tức sinh ra lực hấp thụ cường đại đối với hắn, cố định hắn ở bên trên vương tọa. Thế nhưng mất đi tự do trong giây lát ngắn ngủi cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì hắn cảm ứng được vương tọa đang truyền cho hắn năng lượng rất kinh người, tăng thể phách của hắn lên một cách toàn diện. Đây không phải là tăng tu vi của hắn lên, mà là bản chất sinh mệnh tăng lên, có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là, đáng tiếc là sau khi lực trói buộc của vương tọa đối với hắn biến mất, loại tăng lên này cũng đã biến mất. Chương 3918, 9 người ứng cử. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, hắn nhìn về phía tám vương tọa khác, chỉ ít những người này cũng đã ngồi vài ngày ở phía trên, không biết đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt hắn đứng dậy, dậm chân đáp xuống quảng trường. Tám người khác cũng như thế, nhao nhao đứng dậy, chỗ tốt đã không còn, ngồi tiếp thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Ánh mắt lăng hàn quét qua, đã nhìn thấy được hai khuôn mặt quen thuộc. Hồng Thiên Bộ, Bích Tiêu Công Chúa, sáu người khác thì hoàn toàn xa lạ, một người hắn cũng không biết. Ngọn núi thứ năm quá yếu, đợi nhiều ngày như vậy mới có người chiến thắng. Một tên nam tử khinh thường nói, trên đầu hắn là một cái đầu hổ, hung uy dọa người. Cho người hưởng thụ thêm chỗ tốt mấy ngày, người còn không hài lòng sao? Một tên nam tử có vóc người khôi ngô không gì sánh được cười nói, mắt đen đầu gấu trắng đặc biệt làm cho người khác chú ý. Ta nhổ vào, tất cả chỉ có thời gian ba ngày, vượt qua sau thì không có chỗ tốt nữa, không phải người cũng không biết à. Người đầu hổ suy một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào lăng hàn, có một loại cảm giác hung uy đáng sợ, nói. Chỉ là cực cốt cảnh cũng có thể chiến thắng, Rốt cuộc ngọn núi thứ năm cặn bã như thế nào chứ? khó trách lại chậm như vậy hồ thái phong hắn chính là lăng hàn lại có một tên nam tử nói sau lưng của hắn mọc ra hai mảnh cánh khổng lồ hai chân trần trụi nếu nhìn kỹ đó vốn là một đôi móng vuốt tản ra hàn mang lạnh lẽo ánh mắt lăng hàn lạnh lẽo yêu tộc có tứ đại thiên kiêu hồ nhị hồ thái phong hùng bạo ưng phá không nếu như so sánh với từng người như vậy người đầu hổ này nhất định sẽ là hồ thái phong người gấu là hùng bạo mà người chim thì là ưng phá không yêu tộc quả nhiên cường đại, ở dưới tiên đồ nghiền ép nhân tộc không phải chỉ là lời nói xuông, lại thêm bích tiêu công chúa, chỉ ít đã chiếm được bốn danh ngạch. Hơn nữa, nghe nói hồ nhị lại còn mạnh hơn, như vậy nhất định cũng sẽ không bị người ta chen vào được. Hắn quét mắt nhìn một vòng trong tám người, ánh mắt khóa chặt lên trên người một tên nam tử anh Tuấn không tưởng tượng nổi. Tên nam tử này anh Tuấn tới mức sẽ khiến cho nữ nhân cũng phải ghen ghét, nếu như thay đổi y phục của nữ nhân thì sẽ chính là một tuyệt thế giai nhân hắn có một loại vẻ đẹp siêu việt giới tính, đã có thể coi như là anh Tuấn, cũng có thể coi như là xinh đẹp. Hồ nhị, vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì hắn có một đôi tai lông xù, còn có một cái đuôi vỉnh lên, nhưng chuyện này không có làm ảnh hưởng một chút nào đến mị lực của hắn. Hồ nhị, đệ nhất cao thủ bên trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc, tầm bí cảnh. Lăng Hàn không biết hắn ta và Bích Tiêu công chúa người nào mạnh hơn, nhưng bây giờ nếu như đấu với hai người, một trận chiến công bằng thì hắn tất bại dù hắn thực sự bước vào thất cốt thậm chí bước lên minh văn cảnh thì trước mắt cũng không thể nào là đối thủ của tầm bí cảnh được được rồi chỉ riêng yêu tộc đã chiếm năm danh ngạch lại thêm hắn và hồng thiên bộ hai người còn lại thì hắn không biết được thân phận của họ hắn nhìn qua hai người này theo thứ tự là một nam một nữ nam dáng người thon dài có lẽ là một nhân tộc thuần túy lớn lên cũng rất anh tuấn nhưng có hổ nhị ở đây sợ rằng hắn cũng không dám nói mình là mỹ nam tử còn có một nữ tử Trước tiên không nói lớn lên có xinh đẹp hay không, chỉ bằng vào dáng người kia đã có thể hù chết người. Cường tráng, nàng tráng kiện chỉ ít cũng bằng bốn lăng hàn cộng lại, một cái cánh tay đã hơn bắp đùi của người thường, trên thân có hai khối da thú bao bọc, lộ ra một mảng lớn da thịt. Hiển nhiên không có khả năng dẫn tới ánh mắt của ai cả. Bởi vì loại xuân sắc này vẫn xin miễn thì hơn, sau lưng của nàng còn vác một cây lang nha bổng, hai mắt như chuông đồng, giống như chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì nàng sẽ cầm lang nha bổng gõ người đó các ngươi có phát hiện ra hay không, trên cổ tay chúng ta có thêm một cái ấn ký. Ưng phá không không tiếp tục xoắn suýt bên trên chuyện của Lăng Hàn, bởi vì ở trong truyền thuyết, tiểu tử này có mối quan hệ không rõ ràng với công chúa Điện Hạ, cũng không phải là người mà bọn hắn có thể nói linh tinh. Đúng vậy, đây là vật gì, hiện tại cũng không nhìn thấy được nha. Hồ Thái Phong gật đầu, Lăng Hàn cũng cúi đầu, vừa mới rồi, khi còn ngồi ở trên vương tọa, quả thực hắn phát hiện ra trên cổ tay mình có thêm một cái ấn ký, lé lên rồi biến mất nếu tính cả ấn ký ở chỗ bức họa bằng đá thì hắn đã bị hai cái ấn ký trên người quản nhiều như vậy làm gì hùng bạo nhìn bốn thiên tài nhân tộc lăng hàn hồng thiên bộ nói ta thấy trước tiên cứ xử lý mấy nhân tộc này đi thì hơn được nhân tuyển sổ long chỉ có thể là yêu tộc chúng ta mà thôi nhân tộc đứng ra một bên ưng phá không gật đầu hai tay hồng thiên bộ giơ lên thản nhiên nói nếu các người muốn chết thì cứ việc xuất thủ một câu rất đơn giản lại tràn ngập sự uy hiếp Bích tiêu công chúa đưa tay lên rồi hạ xuống, nói. Hiện tại còn chưa biết rõ tình huống bên trong, cho nên vẫn nên vào cung điện trước rồi lại nói. Vâng, công chúa điện hạ, hùng bạo, ưng phá không, hổ thái phong đều gật đầu, ở trước mặt vì công chúa yêu tộc này vô cùng cung kính, cho dù là hồ nhị cũng khẽ khom người, biểu đạt kinh ý đối với bích tiêu công chúa. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ tên là Ngô Lập Đông. Nhân tộc có dáng người thon dài nói, ta là Mai Hoa, nữ tử tráng kiện cũng nói theo, thanh âm ầm ầm giống như sét đánh, lại còn vỗ vỗ ngực, tạo thành một mảnh sóng lớn chấn động. Đó nhất định là cơ bắp, Lăng Hàn có thể khẳng định là như vậy. Hắn thầm nhổ nước bọt qua bên cạnh, lại nghĩ Hoa Mai trêu chọc ngươi sao, vì sao hết lần này tới lần khác lại lấy tên Hoa Mai. Ngươi làm vậy sẽ khiến cho ta về sau sẽ có cách nhìn khác về Hoa Mai. Lăng Hàn, hắn cũng nói, Không Thiên Bộ thì ngạo nghễ, dường như khinh thường làm bạn cùng bọn hắn vậy. Tên kia là ai vậy? dáng vẻ thật là cái rắm thối. Mai Hoa dùng tay che bên miệng, nhỏ giọng hỏi, chỉ là nàng nhỏ giọng đối với người thường mà nói cũng chỉ coi như nhỏ hơn lớn miệng kêu gào một chút mà thôi. Đương nhiên Hồng Thiên Bộ nghe thấy rõ ràng, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, có một chút sát khí lưu chuyển. Lăng Hàn cười ha ha, một gia hỏa tự cho là đúng. Lăng Hàn, người muốn chết sao? Hồng Thiên Bộ lạnh lùng nói, chương 3919, chạm cuối cùng. Lăng Hàn lập tức khoa trương kêu lên, nói. Bích tiêu thân thân, có người muốn ngưu hại thân phu của nàng A. Thời gian, không giờ, bốn người mốt, chỉ một câu của Lăng Hàn đã thành công khiến cho bốn người yêu tộc và Hồng Thiên Bộ đồng thời biến sắc. Đương nhiên Bích tiêu công chúa rất tức giận, ai là thân thân của ngươi chứ? Hùng bạo, ưng phá không, Hồ thái phong thì giận tím mặt, bọn hắn cũng rất là ngưỡng mộ Bích tiêu công chúa. Trước đó Bích tiêu công chúa tiến vào đế đô kết giao, bọn hắn đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cũng may đây chỉ là kế sách tạm thời mà thôi cũng không có hoàng tử nào xứng đôi với nàng, thế nhưng, sau khi tin tức Bích Tiêu công chúa và Lăng Hàn có quan hệ truyền ra, bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn làm thịt Lăng Hàn. Thế nhưng chuyện này liên quan tới công chúa điện hạ, không phải là chuyện mà bọn hắn có thể tự tiện chủ trương, cho nên chỉ có thể cưỡng ép lại lửa giận mà thôi. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại dám đùa giỡn Bích Tiêu công chúa ở ngay trước mặt bọn họ, chuyện này sao bọn hắn có thể nhẫn nhịn được chứ? Cho dù là Hồng Thiên Bộ thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo vốn hắn không đặt bích tiêu công chúa vào trong lòng nhưng sau khi bích tiêu công chúa bộc phát ra thực lực tầm bí cảnh tim hắn đã đập thình thịch đây mới là nữ nhân xứng với hắn chỉ có hồ nhị là không hề có chút động tĩnh nào chỉ nhìn qua mặt lăng hàn lại nhìn mặt bích tiêu công chúa dường như đã có điều ngộ ra lăng hàn chưa có nói hưu nói vượn bích tiêu công chúa cắn răng nói bích tiêu tiểu thân thân chẳng lẽ nàng đã quên lời thề non hẹn biển giữa chúng ta rồi hay sao lăng hàn ra vẻ ai oán Ai thề non hẹn biển cái gì với ngươi chứ? Bích tiêu công chúa tức giận không nhẹ, nàng ở trước mặt người khác luôn có thể bảo trì dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Duy chỉ có lúc đối mặt với lăng hàn lại rất dễ dàng mất kiểm soát. Hỗn, hỗn đản, nàng cả giận nói, dung mạo nàng động lòng người, cho dù là cắn răng mắng thì vẫn phong tình vạn trùng, theo người ngoài thấy, hành động này kỳ thực cũng không khác gì núng nịu là mấy. Xong rồi, công chúa của bọn hắn đã rơi vào tay giặc. Hùng bạo, ưng phá không, Hồ Thái Phong đều lắc đầu, vẻ mặt ai oán. Hồng Thiên Bộ lại hừ lạnh một tiếng, Lăng Hàn, người đang tự mình tìm cái chết, hắn ngang nhiên xuất thủ, chộp tới chỗ Lăng Hàn, một kích này đánh tới, Lăng Hàn cũng không được nhắc nhở, ở chỗ này dường như hắn chỉ có thể dựa vào bản sự của bản thân để chiến đấu, trận pháp sẽ không đi áp chế tu vi của cường giả. Vận dụng tuyệt đối công bằng hay sao? Xoát, một bóng người chấp động, đã có một người ngăn ở trước người Lăng Hàn, vỗ một trưởng về phía Hồng Thiên Bộ, hóa giải một chiêu này thay lăng hàn. Hồ nhị, phanh, hai người đụng nhau một cái, không có người nào mà không nhao nhao lui về sau mấy bước, không ngờ lại liều mạng ngang hàng. Con người của lăng hàn không khỏi siết chặt, chẳng lẽ hồng thiên bộ đã bước vào tầm bí cảnh rồi sao? Hồ nhị được xưng là đệ nhất thiên tài của yêu tộc, lại thêm tu vi tầm bí cảnh, ai có thể đánh ngang tay với hắn ở khai khiếu cảnh cơ chứ? Người dám ngăn ta, hồng thiên bộ lạnh lùng nói, bích tiêu công chúa cũng giận dữ nói, hồ nhị, tại sao ngươi phải cứu hắn hồ nhị vẫn rất bình tĩnh dường như sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chấn động hắn nói hồ mỗ ta muốn ra tay thì sẽ xuất thủ cần phải báo cáo cho ai chứ được vậy ngươi nhận mệnh đi hồng thiên bộ lần nữa xuất thủ chỉ là lần này hắn đã để mắt tới hồ nhị tay vỗ ra một trường có khí tức hồng hoang vô tận lưu chuyển hung uy tỏa ra bốn phía giống như hóa thân thành một đầu hung vật viễn cổ thân thể hồ nhị chuyển động triển khai kịch chiến với hồng thiên bộ hắn không thẹn với danh xương đệ nhất thiên tài yêu tộc nhìn như tiện tay mà làm thế nhưng uy lực lại vô tận đấu với hồng thiên bộ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong lăng hàn nhìn qua trong lòng chấn kinh hồng thiên bộ đúng là biến thái a rõ ràng thấp một cảnh giới lớn thế nhưng chiến lược lại vô cùng kinh khủng đối với phó với loại cường giả như hồ nhị cũng không rơi vào thế hạ phong làm sao hắn ta lại mạnh như thế chứ con mắt của đầu hung thú thái cổ kia lăng hàn lập tức thầm nói trong lòng hắn phát động nhãn thuật Thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra, hắn không còn nhìn thấy sự tồn tại của con mắt kia nữa. Hồng thiên bộ đã bỏ nó rồi sao? Không có khả năng, lang hàn lắc đầu, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hồng thiên bộ đã triệt để dung hợp với hung nhãn này, cho nên chiến lực của hắn tăng vụt, có thể vượt qua một cảnh giới lớn mà chiến đấu vẫn bất bại. Lang hàn cũng phải bước vào thất biến thì mới có thể vượt qua một cảnh giới lớn mà vẫn vô địch. Nếu không, hắn không thể ở cực cốt cảnh đánh vỡ cực hạn được có lẽ chờ hắn bước vào minh văn cảnh, sau đó có lẽ cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh giới lớn mà vẫn bất bại mà thôi. Minh văn cảnh còn không có cách nào đánh vỡ được cực hạn, bởi vậy chiến lực của hắn miễn cưỡng có thể vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu. Thế nhưng Hồng Thiên Bộ là khai khiếu cảnh, lúc trước tuyệt đối không có tu ra được thất biến. Thất cốt, thất văn mà lại có thể có được năng lực vượt qua một đại cảnh giới mà vẫn bất bại. Như vậy chỉ có thể nói, con mắt hung vật thái cổ này thật là đáng sợ. Chỉ là, từ đầu đến cuối lăng hàn đều cho rằng dựa dẫm vào ngoại vật tuyệt đối không phải là vương đạo hiện tại hồng thiên bộ nhìn như oai phong lẫm liệt thế nhưng ngày sau tất sẽ phải vì thế mà trả một cái giá cực đắt hồ nhị ứng phó như mây trôi nước chảy bất kể tuyệt chiêu của hồng thiên bộ xuất hiện nhiều lần như thế nào thì hắn luôn dùng chiêu thức cực kỳ đơn giản để hóa giải rất là thành thạo điêu luyện thực lực chân chính của hắn như thế nào hoàn toàn không có cách nào ước đoán ra được hồng thiên bộ tự hành ngưng chiến đương nhiên hắn còn có át chủ bài cường đại chưa sử dụng nhưng có lẽ hổ nhị cũng là như thế cho nên hắn không muốn chiến đấu vô vị như vậy nữa cuối cùng cũng sẽ có ngày chiến một trận hắn thản nhiên nói ý là chín người cạnh tranh nhân tuyển sổ long giữa bọn hắn sẽ khó tránh khỏi có trận chiến cuối cùng ở trong mắt hồng thiên bộ cũng chỉ có hổ nhị mới có thể là đối thủ của hắn